Ileana giơ cao tay lên, một ánh sáng hắc ám chiếu xuống người cô ta, đó là quyền năng, lãnh vực phản bội, quyền năng của ma nữ phản bội lấy hình thái của lãnh vực triển khai. Sinh vật trong lãnh vực sẽ bị sức mạnh của phản bội xâm chiếm, ác đọa làm sinh vật tới thuộc tính tương phản. Những sinh vật ở bên ngoài thấy như vậy thì khó hiểu tự hỏi, đó là thứ gì, thần điện đã xảy ra chuyện gì sao? Sera bị rồng bay cắp đi mà hà hê nói, hừ hừ, ma nữ phản bội cũng lấy ra bản lĩnh thật sự rồi. Rồng bay có chút nghi vấn lên tiếng hỏi cô ta, tộc trưởng Sera, đó là thứ do ma nữ phản bội tạo ra sao? Sera yếu ớt mà lên tiếng kể lại, trước đây ta từng nói những sinh vật nhân gian như chúng ta không có cách nào chiến thắng ma nữ. Cô ta tiếp tục nói, căn bản đã không phải là một sinh vật thứ nguyên, cho dù là nữ thần cũng không có cách nào chống lại với họ. Dòng bay nhìn về phía lãnh vực sau lưng mình mà khó hiểu lên tiếng hỏi, đã như vậy, tại sao chúng ta không nương nhờ vào ma nữ phản bội chứ? Sera không chút nhân nhượng, thẳng thừng đáp lại, ừ, thế này là người có điều không biết rồi, cho dù là ma nữ thực lực cũng có khoảng cách, bọn họ sinh ra từ trong sự hỗn độn và hỗn loạn lấy năng lượng tiêu cực của vạn vật trên thế gian làm đồ ăn thế gian càng hỗn loạn bọn họ càng trở nên mạnh mẽ và đại nhân lydia là người mạnh nhất trong số ma nữ sera vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt không giống với năng lượng tiêu cực khác vạn vật trên thế gian chỉ cần là cá thể có sinh mạng đều không thoát khỏi hai chữ dục vọng sinh tồn cầu sinh tham lam tìm lấy chứa đầy những sinh vật của dục vọng mọi thứ đều là đồ ăn của lydia sera tiếp thao thao bất tuyệt mà chốt lại đây cũng là lý do mà đại nhân lydia ma nữ dục vọng là ma nữ mạnh nhất. Sera quyết định gửi gắm hy vọng cô Lydia mà nói tiếp, chỉ có đại nhân Lydia mới có thể cứu lấy chúng ta, huyết mạch tộc chúng ta tuyệt đối không thể đoạn tuyệt tại chỗ ta. Cô ta phỉ nhổ mà tự lẩm bẩm, đừng trách ta lạc ly, bây giờ đã không còn là thời đại mà ánh sáng và bóng tối có địa vị ngang nhau. Ileana càng lúc càng mạnh hơn, cô ta tự tin nói, người dám chống lại ma nữ cuối cùng sẽ tan thành cho bụi. Lạc ly hốt hoảng lớn tiếng đề nghị anh, ngô thần, chàng còn ngây ra đó làm gì, nhân lúc cô ta vẫn chưa tập hợp sức mạnh lại mau giải quyết cô ta đi. Lạc Ly tiếp tục nói, ngô thần, mau lên, tuy nhiên anh chỉ im lặng không nói năng gì. Ileana tiến lên, chắc nịch mà nói, giờ tấn công tới cũng muộn rồi. Cô ta cười tự tin dơ cao một tay lên nói tiếp, lãnh vực phản bội của ta đã triển khai rồi. Ileana tiếp tục lên tiếng, trong lãnh vực của ta, tất cả mọi người đều sẽ trở thành đồ ăn, hy phụng khó khăn cõng Alistansa chạy đi. Bỗng nhiên Alistansa hắc hóa lên mà nghiến răng ken két, cô ta bỗng nhiên tấn công hy phụng hy phụng ngã ra mặt đất cô khó hiểu mà hỏi cô ta alex Tansa, cô làm gì thế trên tay alex Tansa biến thành móng vuốt của rồng alex Tansa cũng biến thành ma tộc cô ta điên cuồng bên mắt đỏ ao hét lên hự a à vì đại nhân ileana rồi cô ta hùng hổ lao đến vồ lấy hy phụng hựa a à a à a à. ai đó đã xuất hiện sử dụng thuật phục lòng. hai cái đầu rồng vươn lên chặn alex Tansa lại cô ta vùng vẫy nhưng cũng không làm gì được nhóm người đến lo lắng sốt phó hỏi han cô Hi Phụng, cô không sao chứ?" Hi Phụng đáp lại, "Không cần lo lắng, vết thương không sâu." Một cô gái tóc vàng nhìn đến bầu trời, kinh hãi lên tiếng, "Đại sự không ổn, từ sau khi trên trời xuất hiện những đám mây bất ổn, các bộ tộc liền bắt đầu công phạt lẫn nhau." Ai đó phẫn nộ quát lên, "Bọn họ đều đem tàn sát lẫn nhau, bọn họ điên rồi, các bộ tộc rồng điên cuồng tấn công lẫn nhau trên không." Alex Tansa vẫn gắng gượng mà nói, "Hự, ừ, vì đại nhân Ileana, cô ta há to miệng định nói gì đó?" cô gái tóc ngắn nhìn thứ lơ lửng trong không trung mà khó hiểu tự hỏi đây đây là tinh phách của long tộc cả năm người bọn họ đều ngẩng đầu lên bầu trời tất cả đều khó hiểu tự hỏi chuyện gì vậy lực sinh mạng của long tộc tất cả đều bị hút đi rồi hy phụng đen mặt khi thấy như vậy cô ta không nhịn được cảm thán trên đời này có phép thuật tà ác như vậy đây đây quả thật người nào đó nhìn cảnh trước mặt mà chắc nịch nói đây quả thật chính là ngày tận thế tất cả tinh phách của long tộc đều tập hợp ở đỉnh của tòa tháp và chúng được thu thập bởi quả cầu nào đó, Ileana nhanh chóng biến giải nó ra. Cô ta vung tay, quả cầu đã biến thành một vũ khí lợi hại. Lạc Ly không tin vào mắt mình tự hỏi, tại sao lại như vậy? Nàng đột nhiên bật khóc thương tâm, Lạc Ly không cam lòng mà tự lẩm bẩm, tinh phách của các tộc nhân lại bị cướp đi hết tất cả. Ngô Thần nhìn về phía nàng, anh tự tin nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ giành lại tinh phách của bọn họ. Ileana nhìn Ngô Thần với ánh mắt sắc bén mà hỏi lại, giành lại có thể trở thành một phần sức mạnh của ta đó là vinh hạnh của bọn họ. Cô ta gọi tên anh rồi tự tin nói, thần Hi chi tinh, ngươi rất nhanh thôi cũng sẽ giống như bọn họ, hờ hờ, ta phải ép khô ngươi. Ngô thần khoanh tay lại, làm bộ rộng lượng mà lên tiếng, thật là đủ rồi, ta đã đợi ngươi cả ngày rồi, ngươi lại vẫn không ra tay, anh chắc nịch nói, thần Hi chi tinh ta sẽ không bỏ chạy. Ngô thần chỉ tay về phía cô ta, ta nói lại lần nữa, trận chiến này ta thắng chắc rồi. Ileana tức giận đen mặt, cô ta làm màu xoay cái cây quyền trượng vài lần, giọng điệu âm trầm nói, đây chính là. Ileana phẫn nộ lao lên tấn công anh rồi hỏi, di ngôn của ngươi sao? Cô ta phóng ra một lượng sức mạnh hắc ám khổng lồ. Ngô thần không hề né đi đòn đó, anh cảm thán, thật là đủ rồi. Sức mạnh cố gắng đi xuyên qua người anh, sau đó nó đã đi xuyên qua được người ngô thần. Rồi nó phóng ra bên ngoài bầu trời với nguồn sức mạnh chia làm hai. Rồi sau đó nó đã biến mất. Mấy người kia thấy vậy đều không nói nên lời. Hạ Nguyệt Phận cùng xin phở một bên xem tình hình, hạ nguyệt phận không nhịn được cảm thán ai cha ai cha tên ileana đó cô ta tiếp tục nói làm ra động tĩnh cũng lớn quá trên bầu trời xuất hiện mặt trời sáng với tia sức mạnh hắc ám xung quanh xin phở một bên lắc người hạ nguyệt phận liên tục oán trách cô ta cô còn dám châm chọc nữa cô không phải vẫn luôn nói phép là cô rất giỏi sao cô phá vỡ kết giới đi hạ nguyệt phận bất lực đáp lại điều này không thể trách ta được còn không phải nữ thần các cô tạo ra kết giới mạnh như vậy sao điều nên thử ta cũng thử hết rồi ta thật sự không còn cách nào khác rồi cô ta nhìn xuống dưới đất, nào là quyền trượng, đạn, mũi khoan, thuốc độc, súng. Hạ Nguyệt vẫn đặt tay lên vai xin khuyên nhủ, được rồi, xin cô cũng nên bình tĩnh một chút. Hạ Nguyệt phận cười hào hứng mà nói tiếp, ngô thần sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng đâu, tên đó nhiều lắm là không giữ được trình tiết thôi. Xin xấu hổ, ánh mắt né tránh mà phản bác lại, không, ta chính là lo lắng chàng không giữ được tỉnh táo mới đuổi tới đây. Hạ Nguyệt vọng thấy bà nhỏ này tình trong như nước mặt ngoài còn e là hỏi lại, hử, xin ừ, tiếp tục nói, ừm, ta vẫn rất yên tâm về sức mạnh của ngô thần xin rất tin tưởng mà lên tiếng bởi vì lúc đó ngay cả đại nhân lydia cũng không làm chàng bị thương được bên này ngô thần đang nhìn gì đó mà có vẻ suy tư anh nhìn cái tường khắc hình mình mà cảm thán chẹp vị trí của chân có chút lệch ileana thấy mình dùng chiêu mình như vậy mà vẫn không làm gì được anh mà ngu người tại chỗ tự lẩm bẩm đáng ghét sớm nhất thì nên luyện tập dáng vẻ nào nhiều hơn chút nữa rồi hổ thạnh với fan jorge cô ta thầm tự hỏi lừa người phải không toàn bộ đoàn công kích của ta thế mà lại ngô thần liếc mắt nhìn cô ta hối lỗi lên tiếng à xin lỗi nha vừa rồi ta chưa chuẩn bị kỹ có thể mời cô làm lại lần nữa không ileana bị chọc giận hết lên người cô ta quyết định tấn công ngô thần thêm một lần nữa ngươi sao có thể không bị tổn thương chút nào ngươi đi chết cho ta ngô thần nhanh nhẹn tiến lên cản lại anh ấm áp mà nói thật là con gái không nên cầm loại vũ khí nguy hiểm như thế này mới phải càng không nên cầm thứ này hướng về người khác ileana ngây người khi thấy anh nói như vậy ngô thần nắm chặt cán của cây quyền trượng mà hỏi ileana mẫu thân của cô lẽ nào chưa từng dạy cô thế nào là bồi dưỡng văn hóa đạo đức sao bỗng nhiên cây quyền trượng bị vứt xuống đất ileana sợ hãi hỏi anh ngươi muốn làm gì thả ta ra tên vô lễ kia ngô thần không đáp lại mà lên tiếng hỏi lại cô hỏi ta muốn làm gì ư rồi anh khụy gối đặt úp cô ta lên đập mạnh vào mông ả và nói một đống thứ tiếng có nghĩa là giáo dục ileana cũng biết chữ sợ viết như nào mà lên tiếng cản lại đợi đợi đã ngô thần không chút nhân nhượng thẳng tay tét vào mông cô ta không cần nhiều lời chịu phạt đi ileana đau đớn mà la lên ối cha những viên đạn ánh sáng hướng xuống tấn công những long tộc hy phụng lãnh động mấy cô gái long tộc kia cô ta hét lớn lên ra lệnh không được tấn công đội hai tăng cường kết giới đội ba chi viện cho đội một tăng cường hỏa lực kẻ nào đầu hàng ma nữ phản bội đánh chết ngay không được làm tổn hại tới tộc nhân nửa ma hóa bọn họ vẫn cứu được một long tộc đang cố gắng phá vỡ lớp kết giới cô gái tóc vàng hoảng loạn thông báo cho hy phụng kết giới tầng 1 đã bị phá vỡ không ổn số lượng bọn chúng quá đông hy phụng không chút sợ hãi ra lệnh cho bọn họ hãy kiên trì chúng ta phải dành lấy thời gian cho đại nhân lạc ly và ngô thần cô ta vẫn hoảng hốt mà thầm cảm thán đáng ghét nếu không nhanh chóng xóa bỏ lãnh vực này chúng ta cũng phải chịu ảnh hưởng đại nhân lạc ly ngô quan nhân cầu xin mọi người nhanh lên một chút ở bên trong tòa tháp giọng nói của ileana vang vọng lên này dừng tay đau quá cô ta kêu gào thảm thiết đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Ileana sợ hãi đỏ mặt lên tiếng đầu hàng, ta nhận thua, ta phản tỉnh, ta thua rồi còn không được sao, nếu còn đánh tiếp, sẽ thay đổi tới mức kỳ quặc đó. Ngô thần không có ý định dừng lại, anh hỏi cô ta, ồ, ngươi đang phản tỉnh sao, rồi anh ra lệnh cho à, vậy ngươi nói thử xem, ngươi sai ở chỗ nào. Ileana đương nhiên giả vờ rồi, trong thâm tâm cô ta thầm mắng chửi anh gấp trăm gấp ngàn lần, tên thần Hi Chi Tinh đáng ghét, đợi sau khi đại quân phản bội của ta tới, sẽ xé nát tất cả các ngươi. Bên ngoài, Ileana làm bộ khóc lóc thương tâm mà lên tiếng, ta không nên phá hoại sự hòa thuận của Long tộc, không nên mê hoặc Elena là lỗi của ta, tha cho ta. Ngô thần nghe vậy lại mạnh tay đánh vào mông cô ta một lần nữa. Ileana đau đớn la lên, úi cha, ta không phải phản tỉnh rồi sao, sao vẫn đánh, ngô thần như đi guốc trong bụng cô ta mà phản bác, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có chú ý quỷ quái gì hay sao. Ngươi muốn triệu tập những ma long đó tới đây ư, nằm mơ đi, chỉ có lạc ly mặt ngơ tại chỗ. Ngô thần ra lệnh cho Ileana, xóa bỏ lãnh vực phản bội của ngươi cho ta nếu không do chính nghĩa mãi mãi cũng sẽ không dừng lại anh hét lớn lên cảm nhận sự đau khổ đi ileana lại ăn đau đau khổ la lên úi cha sau đó ngô thần lại lần nữa hỏi ileana biết sai hay chưa ileana ngoan ngoãn hơn mà đáp lại ta sai rồi đừng ngô thần sau khi trừng phạt ả à xong mệt mỏi ngồi xuống đất rồi anh đề nghị lạc ly phù phù ta hơi mệt rồi lạc ly tới lượt nàng nàng đánh tiếp đi ileana đau khổ mà tự lẩm bẩm hu 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 Đáng ghét, tại sao ta phải chịu tội này, ngay cả mẹ cũng chưa từng đánh ta, sau đó nàng ta xóa bỏ lãnh vực, lãnh vực phản bội xóa bỏ. Trên bầu trời lại xuất hiện ánh sáng lại. Những con ma long đột nhiên bị ngã ra hết, Hy Phụng khó hiểu tự hỏi, những ma long này làm sao vậy, lãnh vực đã xóa bỏ rồi sao? Cô gái tóc vàng giữa sát kết giới nhìn xuống dưới mà cảm thán, tốt quá rồi, chúng ta sống rồi. Cùng lúc này phía bên Sinh và Hạ Nguyệt Vận, xin không nhân nhượng dùng chân đạp vào con ma long mà hỏi cung, nói. Cô ta khoanh tay mà lạnh giọng hỏi, ngươi chắc là thuộc tộc ma tinh long nhỉ tại sao đột nhiên đánh lén bọn ta ma long sợ hãi toát hết mồ hôi hột mà đáp lại sự xin lỗi hai vị đại nhân chủ nhân bảo chúng tôi tạo ra hỗn chiến trong long tộc tại hạ cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của hai vị vì vậy mới hạ nguyệt phận đen mặt nhìn ma long mà đưa ra suy đoán dáng vẻ của nó có lẽ là bị lai anna biến thành ma tộc rồi thế nên mới quyết một lòng làm việc cho cô ta xin cũng hiểu ra vấn đề mà hỏi lại vậy sự bất thường của long tộc lúc vừa rồi cũng là do ma nữa phản bội sai khiến sao nhưng tại sao đột nhiên lại trở nên bình lặng rồi, Ma Long nghe vậy càng thêm sợ hãi. Nó cũng chịu khai ra, "Đây, đây cũng là kế hoạch của chủ nhân." Ma Long giải thích, "Cách đây không lâu, đại nhân Lạc Ly đã phát ra tín hiệu cầu cứu với thiên giới, nhưng bởi vì quyền năng của chủ nhân nên tất cả tín hiệu đều sẽ bị ngăn che, nói cách khác, một khi quyền năng của chủ nhân xóa bỏ tín hiệu cầu cứu bị ngăn che sẽ bắn ra về phía thiên giới." Ma Long nói ra một thông tin quan trọng, đến lúc đó, tất cả nữ thành thiên giới đều sẽ biết vị trí của người đó cả Sinh và Hạ Nguyệt Vận đều sửng sốt mà hỏi lại, cái gì? xin lo lắng cho ngô thần mà lên tiếng, không ổn, nếu tất cả nữ thần biết từ vị trí của ngô thần nhất định sẽ tới. Hạ Nguyệt Vận hốt hoảng tự hỏi, Ileana có phải là điên rồi hay không, thế này là ngọc nát đá tan sao? xin tâm trạng dối bời, cô ta không biết nên làm thế nào mà tự hỏi, tại sao chuyện lại trở nên phức tạp như vậy, giờ thì ngô thần thật sự gặp nguy hiểm tính mạng rồi, ta buộc phải làm điều gì đó. Ngô thần để chắc chắn đã dùng dây chói Ileana lại. Được rồi, anh còn chu đáo mà thắt cánh bướm cho cô ta. Ngô thần nhìn thành quả của mình mà cảm thán, trói rất hoàn hảo, giờ thì ngươi không chạy được rồi, ma nữ phản bội. Ngô thần vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, tục ngữ nói rất hay giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tội ác mà ngươi phạm phải không chỉ là chuyện mà một câu xin lỗi là có thể được tha thứ. Anh còn dùng quả cầu đỏ để chặn cho cô ta khỏi nói, Ileana không nói được chỉ có thể u u. Lạc ly nhìn ngô thần đang vác Ileana trên lưng mà hỏi, ngô thần, chàng định xử lý cô ta thế nào? Ngô Thần kể cho nàng nghe phương án của mình, ta định giấu cô ta đi, nếu để ma nữ khác biết được chúng ta chiến thắng Ileana thì sẽ không dễ kết thúc. Rồi anh mở ra căn phòng màu hồng mộng mơ, đó là cấp thần linh, căn phòng tình yêu, đạo của không gian, giải thích đạo cụ. Đạo cũng không gian thuộc sở hữu riêng của Ngô Thần, cậu ấy có thể tự do khai mở và bước vào không gian này. Đồng thời nếu nhân vật khác bước vào không gian này, cứ qua một khoảng thời gian sẽ có độ thiện cảm với Ngô Thần cộng một với xác suất nhất định. Ileana bị anh ném mạnh bạo lên trên giường, Ngô Thần lên tiếng được rồi, Ileana, người tạm thời cứ ở đây đi, khi điều kiện chín mùi sẽ thả ngươi ra, Ileana ngờ tại chỗ, ừ. Ngô thần lạnh giọng tiếp tục nói, đương nhiên điều kiện cần là người có thể hối cải, nếu không NGUOI hãy mãi mãi ở trong này đi, Ileana khóc lóc thương tâm mà không làm động lòng chắc ẩn của ngô thần được. Rồi cô ta nhìn ngô thần lạnh lùng rời đi, và không gian dần dần đóng lại mà khóc lên, hu hu. Sau đó căn phòng bị đóng hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng khóc của Ileana. Lạc Ly vui vẻ tiến lên cảm thán, không ngờ chúng ta lại có thể chiến thắng một vị ma nữ. Nàng ánh mắt có chút đượm buồn mà nói tiếp, nhưng cái giá phải trả cũng rất nặng nề, long tộc, coi như là kết thúc rồi. Ngô thần đã lấy tinh phách của trong không gian ra. Anh nắm chắc viên tinh phách trong tay mà an ủi lạc ly, đừng từ bỏ hy vọng, ta vẫn có thể cảm nhận được dòng lưu truyền tinh phách của long tộc trong viên minh châu này. Bỗng nhiên cục năng lượng giữa ngực anh chuyển sang đó, nó phát ra âm thanh, nhắc nhở, hạt nhân sử dụng quá mức đã vượt quá điểm giới hạn. Sắp nổ tung hãy kịp thời thay thế hạt nhân, ngô thần thấy vậy cảm thán hừ không ngờ tết mông cũng tiêu tốn năng lượng như vậy marilos nấp ở một bên nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người bọn họ lạc ly lo lắng hỏi anh sao vậy ngô thần không nghiêm trọng chứ ngô thần bình tĩnh đáp lại à không sao chút sự cố nhỏ thôi marilos không nhịn được mà sợ hãi thầm nghĩ không không phải chứ ma nữ phản bội thế mà bị loài người đó ma long không biết nên làm gì mà hỏi marilos tộc trưởng chủ nhân bị giải quyết xong rồi hiện giờ chúng ta phải làm sao cô ta tức giận mắng chửi Đồ ngu, nhỏ tiếng thôi, không sợ bị loài người đó phát hiện ra sao? Cô ta nhìn lén vào bên trong mà thầm nghĩ, xin lỗi, đại nhân Ileana cho dù lúc nãy bọn ta ra tay cũng chẳng thấm vào đâu. Marilos trợn tròn mắt, cô ta nhìn viên ngọc lấp lánh trong tay anh mà thầm nghĩ, đây là tinh phách của rồng. Marilos nhìn nó nghiêm túc suy xét, đại nhân Ileana từng dùng thứ này để khai triển sức mạnh mạnh mẽ. Cô ta suy nghĩ về tương lai nếu bản thân có nó, nếu ta có thể có được nó. Ngô thần nhìn tinh phách và cục năng lượng trong tay tự lẩm bẩm Trước tiên cất tinh phách long tộc này đi đã. Hệ thống lên tiếng, nhắc, hãy tháo hạt nhân cảm ơn bạn đã sử dụng. Ngô Thần trở về hình dạng bình thường, anh thở dài cảm thán, hạt nhân này mới được dùng một lần đã không ổn rồi, xem ra phải tìm nguyên liệu phù hợp hơn. Thông báo hệ thống bạn đã xóa bỏ Thánh Vương Khải Giáp, hình thái viên nguyệt. Lạc Ly nhìn thứ trước mặt anh mà nghi vấn hỏi, đây là thứ gì? Ngô Thần giải thích cho cô ấy hiểu, đây là hạt nhân năng lượng của ta. Marilos nhìn thấy anh không mặc giáp mà thầm nghĩ, tên này cởi bỏ vũ trang rồi, cơ hội tốt ngô thần để cái đó ra xa anh nhắc nhở á đừng lại gần như vậy thứ này rất nguy hiểm không chỉ có bức xạ nó còn lạc ly không hiểu anh đang nói gì mà hỏi lại bức xạ là cái gì marilos nhân cơ hội mà đánh cắp đi cô ta nhanh chóng bay đi vui vẻ cười lớn ha ha đồ ngu thế mà lại cởi bỏ vũ trang của mình tinh phách của rồng là của ta rồi ngô thần tức chết mà có ý tốt nhắc nhở cô ta đừng mà tên ngu ngốc kia mau bất cứ đó đi thứ đó sẽ phá phá anh thầm cảm thán tại sao lúc này mình lại nói lắp chứ đám long tộc nghĩ trên tay marilos là tinh phách mà vui vẻ nói ồ đại nhân marilos lấy được về tay rồi ngô thần vẫn gào thét trong vô vọng này mau vứt thứ nó đi thứ này sẽ marilos cười gian xảo cảm thán tuyệt quá đi giờ thì ma tinh long tộc ta có thể chế ngự thiên hạ rồi cô ta tự tin mà nói tiếp tinh phách của rồng chỉ cần có thứ này ta sẽ là rồng mạnh nhất ta cũng không phải để ý tới ma nữ ha ha tuy nhiên chưa cười được bao lâu thì viên năng lượng đó bị phát nổ đúng như Thái Công từng nói, cần có kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, Ngô Thần giờ mới kịp nói, sẽ phát nổ. Hai người ngơ người nhìn cảnh tượng trước mặt. Hệ thống hiện lên thông báo, chúc mừng bạn đạt được điều kiện đặc biệt ở thành tựu dưới đây, cùng lúc giết chết năm rồng lớn quý tộc, nó được danh hiệu người giết rồng. Tổn thương với long tộc cậu cộng 10%, nhiều lần cưỡi rồng có được danh hiệu người cưỡi rồng, khi cưỡi rồng lực duy trì cộng 10%, đồng thời bị ba nữ thần trở lên truy sát, nhận được danh hiệu kẻ địch của nữ thần, sức quyến rũ với nữ thần cộng 50%, thù hận cộng 100%. Ngô Thần nhìn bảng thành tựu mà thầm suy xét, bị từ ba nữ thần trở lên truy sát, những nữ thần khác cũng không biết vị trí của ta, đoán chừng chính là đang tìm ta khắp nơi trên thế giới, anh cũng mặc kệ, bỏ đi, đợi trở về lãnh vực của Lydia thì không cần lo lắng. Ngô Thần nhìn Lạc Ly vẫn ngơ người mà lo lắng hỏi, "Lạc Ly, này sao thế?" Lạc Ly nhìn cảnh tượng trước mắt mà hỏi anh, "Ngô Thần, ta đang nghĩ quyết định của ta có thật sự đúng, ngoại trừ Hồng tộc và Đông Phương Long tất cả tộc nhân khác đã lựa chọn phản kháng." bây giờ bị ma nữ phản bội lợi dụng sơ hở long tộc đã sụp đổ a à, ngô thần không biết nên an ủi sao mà gọi tên nàng lạc ly lạc ly đau khổ mà khóc lóc nàng hỏi anh a à, còn là một nữ thần xứng đáng với chức vụ không còn có thể trở thành chỗ dựa của những long tộc nhân không ngô thần hiểu được nổi lòng của nàng cũng như đồng cảm anh đưa tay lau nước mắt của nàng mà an ủi không nàng làm rất tốt ngô thần cười mỉm mà nói tiếp chuyện này không liên quan gì tới nàng những bộ tộc phản bội nàng đó là của mưu đã lâu ma nữ phản bội cũng chỉ là lợi dụng điểm này của bọn họ thôi cho dù là ai đã không cách nào làm cho tất cả mọi người vừa ý nàng chỉ cần kiên trì với tính niệm của bạn mình không có thể với lòng là được rồi viên tinh long trên tay anh bỗng tỏa ra khí tức vàng ngô thần giao nó cho lạc ly ủng hộ nàng tiếp tục bước đi có những chuyện chỉ có này mới có thể làm được dù cho bao nhiêu người xem thường nay cũng phải bước tiếp bởi vì nàng là nữ thần của rồng là người vợ khiến ta tự hào ngô thần cười tự tin nhìn nàng nói tiếp đi cứu lấy tộc nhân của nàng sau đó quán triệt quyết định của chính mình, tiếp tục phổ biến ma đạo thuật. Anh chắc nịch mà lên tiếng, cho dù thế giới đối đầu với nàng, ta cũng sẽ đứng bên cạnh nàng. Lạc Ly cảm thấy ấm áp trong lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra mà đồng ý, được. Nàng vui vẻ lên tiếng, cảm ơn chàng, ngô thần. Ở bên nào đó có ba người đang lao nhanh như ma đuổi, cả ba cùng chửi thầm, đáng ghét. Một cô gái có tai hổ tức giận yêu cầu hai người kia, này, hai người với cô, ngô thần là của ta, đừng đi theo nữa, cô ta là di thân phận nhân vật, nữ thần bạch hổ giới thiệu nhân vật nữ thần nổi tiếng với sự dã man và ngông cuồng được tộc thú nhân tín ngưỡng rộng rãi vô cùng căm ghét thần hy chi tinh là phái cực đoan trong nữ thần cô gái với vòng một căng tròn hỏi lại tại sao ta không thể đi theo ngô thần là phu quân của ta cô ta là eva thân phận nhân vật nữ thần sinh mạng giới thiệu nhân vật nữ thần nổi tiếng dịu dàng giáo hội vislia mà cô ấy thành lập thường xuyên nhận nuôi trẻ mồ côi tự mình cũng nuôi dưỡng một cô con gái nuôi cô gái với mái tóc hồng trắng ghét nhìn hai người kia khẳng định chủ quyền nói vớ vẩn nói vớ vẩn người kết tóc xe tơ với ngô thần tới cuối đời là ta mới đúng cô ta là ngô tuyết huyên thân phận nhân vật nữ thần tình yêu giới thiệu nhân vật nữ thần nắm giữ quyền năng tình yêu từng vị thần hy chi tinh lấy đi lượng lớn thuốc bí dược tình yêu sau đó tính tình thay đổi cực lớn thường tự xưng là nữ thần pha bỗng nhiên ly di khượng lại cô ta tức giận hỏi hai nữ thần còn lại hai người các cô lẽ nào muốn đánh nhau à eva tự tin đáp lại hừ sợ cô chắc tháp tùng đến cùng Di đưa ra điều kiện người thắng đi tìm Ngô Thần, không được có lời oán giận. Cả ba nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí. Di ra lệnh cho bọn họ xuất chiêu ra đi. Ai nấy đều hừng hực khí thế mà chuẩn bị lao vào tấn công nhau. Ba vị nữ thần lúc này đánh nhau trận lớn, trên trời sáng bừng lên như ánh sáng sao cạnh tranh đoạt Ngô Thần mới lại lần nữa mở màn. Xiph nhìn viên pha lê trong tay mình mà cảm thán, không sai, ta đã nhận được tin tức của liên minh phụ nở. Nàng ta cảm nhận về sự dao động mà tự lẩm bẩm, có ba vị nữ thần đang tới. Hạ Nguyệt cảm thấy khó hiểu lên tiếng hỏi xin đợi đã liên minh những người phụ nữ có chút thủ, rốt cuộc có bao nhiêu nữ thần? Xin có chút hậm hực lên tiếng kể, tất cả những nữ thần trước kia từng tiếp xúc với Ngô thần đều ở trong này. Nàng ta tiếp tục nói, trước mắt chỉ có ba vị nữ thần đang đuổi tới, nhưng nếu những nữ thần khác lần lượt nhận được tin tức, Hạ Nguyệt phận nghe được con số như vậy mà thầm sợ hãi. Cô ta cảm thán, nhiều nữ thần như vậy, nếu phát hiện ra ma nữ mình thì mình chắc chắn gặp chuyện, tên khốn kiếp Ngô thần, rốt cuộc hắn đã hại bao nhiêu nữ thần chứ? Hạ Nguyệt Phận hãi quá, bắt lấy tay Sinf đề nghị, chúng ta tốt nhất nên ngó lơ chuyện này đi, mau quay về. Sinf vẫn muốn gặp Ngô thần mà cự tuyệt mặc cho Hạ Nguyệt Phận đang kéo lê lết nàng ta đi, cô làm gì vậy, chúng ta vẫn chưa gặp được Ngô thần. Hạ Nguyệt Phận tức giận trước nhỏ cứng đầu này mà đáp lại, đợi đám nữ thần đó tới rồi thì cả cô và ta đều chạy không thoát, đừng có vấn vương tên Ngô thần đó nữa, ta thấy hắn hiện giờ rất ổn. Hạ Nguyệt Phận kéo Sinf nằm lên thứ gì đó lông mềm mà nói tiếp, thật đúng là, thật không biết cô còn gì đáng để lo lắng nữa chứ xin ngồi ỉu xìu không nói gì hạ nguyệt phận không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện của long tộc đã lắng xuống rồi ngô thần sẽ tự mình quay về hắn hiểu rõ hơn ai hết chọc giận lydia sẽ có hậu quả gì xin phu ám bất lực mà thở dài hai rồi hai người cưỡi mây rời đi xin cảm thấy chuyến này đi không công mà tự hỏi cuối cùng lần này chúng ta tới là vì thứ gì quay lại chỗ ngô thần lạc ly dơ ca viên tinh phách lên cao mà hô hỡi nữ linh hồn bị trói buộc và do dự hãy quay về với chốn cũ của mình để thể xác của mọi người lại lần nữa tràn đầy sức sống rồi nàng bóp nát viên tinh phách tất cả sức mạnh của long tộc được phân ra và trở về với chủ nhân của chúng những long nhân sau khi có được tinh phách đã tỉnh dậy ai nấy đều sờ chán của mình một thanh niên tự lẩm bẩm ôi ta thế này là bọn họ nhìn lên tòa tháp cao mà hứng khởi lên tiếng mau nhìn đi là đại nhân lạc ly là đại nhân lạc ly đã cứu chúng ta rồi tất cả long tộc đều bay lên cao ai nấy đều gọi tên lạc ly đại nhân lạc ly Lạc Ly bên này vẫn đang cố gắng phục hồi khu vực này, các tiên tổ, xin hãy ban cho con sức mạnh để quê hương bị phá hoại của chúng con phục hồi lại trạng thái khi xưa. Rồi nàng biến thành một con rồng, đó là hình thái Thanh Đồng Long, Lạc Ly. Lạc Ly cúi đầu xuống, yêu cầu Ngô Thần, "Ngô Thần, hãy ngồi lên lưng ta." Ngô Thần cảm thấy chuyện khôi phục nơi này bất khả thi mà lên tiếng, "Lạc Ly, nàng định khôi phục lại nơi này thế nào? Nơi này đã trở nên tàn tạ tả tà tơi rồi." Lạc Ly không đáp lại mà nói, "Các tiên tổ Thanh Đồng lâu nắm giữ sức mạnh thời không?" Chàng nhìn xem, lạc ly bay lên cao nàng tự tin nói ta sẽ khiến nơi này khôi phục lại dáng vẻ trước khi bị phá hoại lạc ly nói ra ngôn ngữ gì đó rồi nàng phóng sức mạnh về mọi thứ tất cả đều dần khôi phục lại diện mạo ban đầu cả bộ đồ của mấy cô gái long tộc nữa hy phụng nhìn thấy quần áo của mình trở nên mới tinh mà cảm thán a y phục rách dưới lúc trước của ta cũng về nguyên dạng rồi lợi hại quá cô gái tóc vàng nhìn về phía xa vui vẻ lên tiếng cánh rừng bên kia cũng trở lại diện mạo lúc trước rồi Mô thần lên tiếng định nói gì đó nhưng vẫn ngập ngừng. Lạc Ly kiến trúc và rừng rậm cũng đã khôi phục rồi. Vậy những long tộc đã chết đó, Lạc Ly bất lực đáp lại. Thật đáng tiếc, những tộc nhân đã chết không có cách nào cứu sống. Nàng có chút được buồn mà nói tiếp. Đó là vận mệnh đã được sắp đặt của bọn họ. Cho dù thời gian có quay trở lại cũng không cách nào thay đổi sự thật rằng bọn họ đã qua đời. Hy Phụng vui vẻ chạy lên gọi nàng. Đại nhân Lạc Ly, Lạc Ly gọi tên cô ta. Hy Phụng. Lạc Ly hỏi Han Hy Phụng về tình hình hiện tại, tình hình của các tộc nhân thế nào hy phụng nhanh chóng trả lời hầu hết tộc nhân đều phục hồi lại như trước rồi chỉ là vẫn còn một vài tộc nhân đã ma hóa hoàn toàn chúng tôi cũng không làm gì được chúng tôi chỉ có thể lạc ly trầm tư mà nói tiếp vậy sao điều này thật sự đáng tiếc nếu ta có thể làm được gì đó cho bọn họ ngô thần ôm lấy cổ nàng an ủi đừng nghĩ nhiều như vậy nữa đó đều là phản đồ nàng không cần thiết phải đau lòng vì bọn họ hy phụng cũng đồng tình với anh đúng vậy những tộc trưởng tạo phản đó cũng sẽ có người thay thế vị trí của bọn họ mặc dù lần này tổn thất không nhỏ nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ vượt qua được lạc ly hối lỗi mà lên tiếng xin lỗi hy phụng ta không thể ở đây cùng với mọi người hy phụng có chút không hiểu thốt lên ừ cô ta là người thấu tình đạt lý ánh mắt có chút không nỡ nhưng vẫn cố gắng cười đáp lại vâng tôi hiểu hàng nghìn năm nay chúng tôi vẫn có thể gắng gượng duy trì đó là nhờ đại nhân lạc ly ở trong bóng tối thực hiện khế ước với ma nữ lạc ly cũng không nỡ nơi này nàng lên tiếng đây cũng là cái giá để có được sự bảo hộ Ngô Thần ở một bên cười cười trêu chọc, không cần thương cảm như vậy mà, cũng không phải là sinh ly tử biệt, đợi sau khi mọi người nắm được ma đạo thật thì cũng không cần sự bảo hộ của ma nữ nữa. Anh chắc nịch nói tiếp, như vậy Lạc Ly cũng sẽ quay về bên cạnh mọi người, Hy Phụng có chút kinh hỉ mà hỏi lại, thật sao? Ngô Thần nháy mắt, cười lên khẳng định, đương nhiên, ta có thể bảo đảm, thế nên mọi người phải cố gắng chịu khó nhé. Anh tiếp tục nói, ta sớm đã hủy bỏ hạn chế quyền hạn sử dụng của ma đạo thuật với Long tộc rồi, nhớ là chỗ nào không hiểu thì đi thỉnh giáo loài người, bọn họ sẽ giúp đỡ mọi người. Bỗng nhiên ở đằng xa xảy ra vụ nổ lớn, Ngô Thần giật mình tại chỗ, hy phụng la lớn lên, tự hỏi, ối á, sao đột nhiên? Ngô Thần kinh hãi nhìn ra xa mà tự hỏi, không, không phải là ma nữ chứ? Lạc Ly cũng bị kinh sợ không ít mà phủ nhận, không, luôn sức mạnh này là. Nàng trợn tròn mắt nhận ra đây là ai mà lên tiếng, là nữ thần, bọn họ thế mà lại đánh tới rồi, hơn nữa sức mạnh còn tỏa ra tới chỗ này. Ngô Thần nghe vậy sợ hãi đến tột độ, anh tự hỏi, cái gì, tại sao những nữ thần lại đánh nhau ở gần chỗ này lúc trước không phải nàng nói bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra ta sẽ ở chỗ này sao lạc ly không còn cách nào khác mà thừa nhận ừm điều này điều này lạc ly ánh mắt nghiêm túc lên tiếng nói tóm lại chúng ta phải chạy thôi đừng lo lắng ta sẽ sử dụng sức mạnh của cả tiên tổ không ai đuổi kịp được chúng ta rồi mắt nàng thay đổi sang màu đỏ đó là hình thái của gió lạc ly lạc ly nói lời từ biệt với hy phụng hy phụng các tộc nhân nhân giao cho người trông nom cô ta rất sẵn lòng mà vui vẻ đáp lại vâng mọi người yên tâm đi ta sẽ trông nom thật tốt bọn họ lạc ly nhanh chóng phóng đi ngô thần lần đầu cảm nhận được tốc độ mà cảm thán đợi đã lạc ly hình thái này có phải là quá hy phụng nhìn thấy hai người bọn họ đi nhanh quá mà tự lẩm bẩm ôi cha quá nhanh rồi sinh đang ngồi trên đám mây nàng ta cảm nhận được gì đó mà tự hỏi ừ bỗng có thứ gì đó lướt nhanh qua hai người hạ nguyệt phận nghi ngờ nhận sinh tự hỏi ôi cha cái thứ gì vậy Cô ta nhìn về phía tia sáng kia tức giận mắng chửi, khốn kiếp, có biết cưỡi rồng không vậy, vừa tốc độ rồi có biết hay không. Sif nhận ra đó là ai mà lên tiếng, đó hình như là Lạc Ly và Ngô Thần, bọn họ đi về hướng tòa thành của Lydia rồi. Cùng lúc đó trong cung điện của Lydia, Sera đã tới được nơi này, cô ta lên tiếng, đại nhân Lydia tôn quý, vô cùng vinh hạnh được gặp mặt người. Sera ngồi ngoan ngoãn dưới nền mà đưa ra đề nghị, ta đưa cái tộc nhân của ta tới đây, hy vọng có thể tận hiến cho người, chúng tôi khao khát có được sự cứu giúp của người. Sera dập đầu với Lydia mà tiếp tục nói, chỉ có người mới có thể chỉ dẫn cho chúng tôi, hãy để chúng tôi phục vụ cho người. Cô ta nũng nịu nói, chủ nhân thế giới vĩ đại, ma nữ dục vọng, đại nhân Lydia, tuy nhiên cô ta không chú ý Lydia đang nhìn cô ta với ánh mắt đằng đằng sát khí. Lydia mặt vô biểu tình nhìn nàng ta, cô nhận ra cô ta là ai mà hỏi, ta biết ngươi, ngươi là Sera phải không? Sera vui vẻ khi thấy Lydia nhớ mình mà kể lại, vâng, chính là lão thân, năm đó ta đã bại dưới tay của người lydia bỗng nhiên lạnh giọng ra lệnh đuổi khách cút về đi sera có chút ngu người mà hỏi lại Ừ, lydia thẳng thừng tuyên bố tòa thành của ta không phải là nơi thu nhận trẻ mồ côi gì cả những kẻ yếu đuối như các ngươi chẳng có chỗ nào đâu lydia tỏa ra sắc khí ngút ngàn tiếp tục nói hơn nữa loại sâu bọ hèn mọn như ngươi thế mà lại dám ở đây chiếm dụng thời gian quý báu của ta cô lạnh giọng hỏi cô ta ngươi có biết mình đã phạm phải tội lớn thế nào không hả lydia càng phẫn nộ hơn phát tiết lên người sera mà kể công việc bản thân đang bận kẻ làm phiền ta làm cơm hộp yêu thương chết nghìn lần cũng không hết tội sera dập đầu tạ lỗi cô ta thầm tự hỏi cơm cơm hộp yêu thương daniel ghé sát gần nhỏ giọng hỏi lydia đại nhân lydia tại sao không để những kim thuộc long này đi chỉ phụng sứ đồ đại nhân chứ người việc công bận rộn cũng không cách nào lúc nào cũng ở bên cạnh vị hôn phu những ma vương khác lại có sứ mệnh trên người sự an toàn của sứ đồ đại nhân con người kia vẫn hậm hực mà nhìn sera với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lydia lạnh giọng đáp lại có lấy Lydia nhớ đến ngô thần mà thầm cảm thán, cái tên ngô thần này gần đây quả thật cũng có chút không an phận. Lúc nào cũng chạy lung tung khắp nơi, những người dưới khác cũng không dám ngăn cản, có tộc kim thuộc long này ở bên cạnh vừa giám sát vừa có thể bảo vệ sự an toàn cho ngô thần, một công đôi việc. Suy xét lợi hại một hồi Lydia quyết định thu nhận Sera, được rồi, ta cho phép các ngươi gia nhập, Sera kinh hỉ mà dập đầu liên tục, thần vô cùng cảm kích. Có thể gia nhập dưới trướng của đại nhân Lydia là vinh hạnh của chúng thần, Lydia tiếp tục nói thêm, chỉ là, các ngươi muốn phục sự cho ta thì còn quá sớm. Cô ra lệnh cho Sera, trước tiên các ngươi hãy làm việc dưới trướng của vị hôn phu ta đi đã, đợi hắn chăm sóc huấn luyện tốt cho các ngươi rồi tính. Sera nghi ngờ mà hỏi lại, đại nhân, người có vị hôn phu, Lydia rất vui vẻ khi kể về ngô thần mà thừa nhận, đúng vậy. Hắn xứng với sự tồn tại mạnh mẽ của bản ma nữ, chịu khó phục sự cho hắn, có thể có một ngày ta sẽ cho các ngươi cơ hội độc lập tác chiến. Sera hào hứng chắc nịch nói, vâng, đại nhân Lydia tại hạ nhất định sẽ phụ sự kỳ vọng của người. Cô ta rất tò mò về Ngô Thần mà thầm nghĩ, vị hôn phu của đại nhân Lydia, rốt cuộc là vị đại nhân như thế nào, ta rất mong chờ được gặp mặt. Cùng lúc này Ngô Thần đang ngoài mũi. Sif cầm viên pha lê mà lên tiếng giới thiệu bản thân mình và nói, "Hỡi các thành viên của liên minh những người phụ nữ có thủ, ta là Sif, ta tìm được ba vị nữ thần mất liên lạc." Bên kia bắt được tín hiệu truyền âm hỏi han tình hình, tình hình của bọn họ thế nào? Sif giải thích tình hình của ba người bọn họ, bọn họ đều đã mất ý thức, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Sinf đưa ra suy đoán của mình dựa trên hiện trường, ở hiện trường chỉ có hơi thở còn sót lại của bọn họ, có thể là đã tạo ra nội chiến. Bên kia chắc mắc bệnh overthinking tiền mãn kinh mà sợ Sinf muốn độc chiếm Ngô Thần, làm bộ không tin đáp lại. Ừ, ai biết có phải là cô cấu kết với ma nữ làm ra hay không, bọn ta sẽ không tin lời của ma tộc, nhất định là cô muốn độc chiếm Ngô Thần. Người kia nghi vấn tiếp tục hỏi, Ngô Thần có phải ở trong tay cô hay không? Cô tốt nhất, Sinf không chút gợn sóng bóp nát cái viên pha lê, nàng ta lẩm bẩm, buồn cười. Hạ Nguyệt Phận thấy xin làm như vậy, lo lắng lên tiếng, như vậy được không, đám nữ thần đó sẽ nghi ngờ là do cô làm đó. Xin không để tâm đến chuyện này lắm, nàng ta giải thích, không sao, như vậy bọn họ ngược lại sẽ tạm thời chuyển sự chú ý từ ngô thần sang ta. Hạ Nguyệt Phận cạn lời không nói thêm được gì, đành mặc kệ nàng ta mà lên tiếng, ừm. Tới lúc đó bọn họ vây đánh cô thì ta không quản đâu nhé, xin chẳng chút sợ hãi đáp lại, hừ, bọn họ không đoàn kết như cô nghĩ đâu. Khi đã đến nơi, Lạc Ly vẫy nhẹ cánh của mình để đáp xuống đất nàng từ từ hạ cánh và Daniel đã đứng chờ sẵn tại đó. Cô ta kính cẩn cúi chào Ngô Thần và Lạc Ly, chào mừng quay trở về, sứ đồ đại nhân, Lạc Ly đại nhân, Ngô Thần hơi bất ngờ khi thấy cô ta hỏi về xin hử, ừ, Daniel, sao cô lại ở đây xin flow? Daniel vẫn giữ được sự chuyên nghiệp mà đáp lại, đại nhân xin đang trong kỳ nghỉ phép thế nên ở Daniel đây nghênh đón. Daniel tiếp tục nói, đại nhân Lydia hy vọng sau khi mọi người trở về lập tức đến gặp người, người đã đợi lâu lắm rồi. Cả Lạc Ly và Ngô Thần đều ngơ ngác mà nhìn nhau. Ngô thần lên tiếng hỏi Daniel, Lydia đã biết chuyện rồi ư. Khi hai người bước vào trong, Lydia đã hùng hổ tiến đến lớn tiếng hỏi Lạc Ly. Lạc Ly, ta có lẽ đã nói, bất cứ ai cũng không được tự ý đưa ngô thần ra khỏi thành. Cô vẫn giữ khí thế bức người cáu kỉnh quát lên, nói, cô đưa ngô thành chạy tới lãnh địa của cô làm gì. Lạc Ly biến thành hình dạng nhỏ con, đáng yêu cúi đầu xin lỗi Lydia, xin lỗi, Lydia, à, à. Sarah thấy Lạc Ly như vậy thì thầm tức giận nghĩ, được lắm Lạc Ly, bình thường nhìn cũng có vẻ mặt mày sáng sủa. Không ngờ thế mà lại sớm đã nương nhờ vào đại nhân Lydia rồi, đáng ghét, có chuyện tốt tại sao không sớm đưa lão thân theo. Rồi cô ta nhìn ngô thần với ánh mắt hận không thể giết chết anh ngay lập tức giận, hơn nữa còn đưa tình nhân bé nhỏ của mình tới chỗ đại nhân Lydia. Thật không hiểu nổi, đây là thử coi thường với đại nhân Lydia, ngô thần bên này lo lắng cho Lạc Ly lên tiếng khuyên nhủ Lydia, được rồi, Lydia nàng bớt giận đi đã. Sarah vẫn hậm hực hai người vụ kia nên cô ta thầm hạ quyết tâm, ừ, ta vẫn ghi nhớ thủ lúc trước đó lạc ly và cả loài người ngươi nữa ta chỉ dùng cơ hội lần này để giành được sự tín nhiệm của đại nhân lydia sẽ có một ngày nhỏ này mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh lâu rồi cô ta nghĩ đến cảnh ngô thần và lạc ly quy dưới chân mình serata sẽ dẫm các ngươi xuống dưới chân ngô thần bối rối lên tiếng giải thích lý do bản thân rời đi trước tiên nàng hãy bình tĩnh chút đã là ta nhờ lạc ly đưa ta ra ngoài anh làm vẻ chính trực mà tiếp tục nói ta cho rằng thánh địa long tộc địa hình hiểm yếu là một yếu địa chiến lược có giá trị cực kỳ lớn thế nên mới tới thăm dò một chuyến ngô thần miệng lưỡi ngọt tiếp tục thao thao bất tuyệt lydia ta làm như vậy là để chuẩn bị sau này chúng ta nắm tay chinh phục thế giới lydia thấy anh vẫn không biết hối cải nổi đoá lên quát lớn cho dù là vậy thì trước khi đi ngủ cũng nên nói với ta một tiếng lúc trước không phải chúng ta đã nói rõ rồi hay sao ngô thần bối rối lên tiếng giải thích lúc đó thời gian gấp gáp ta không cẩn thận nên quên mất lạc ly nhanh chóng nhận lỗi về mình mà đề nghị hai người bọn họ lydia là lỗi của ta hai người đừng cãi nhau nữa Sera là người ngoài cuộc đứng xem nãy giờ mà thầm cảm thán, sao, sao lại thành cãi nhau rồi, cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Lydia cúi gằm mặt, giọng điệu trầm thấp vang lên, "Ngô Thần, ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại." Cô làm bộ khóc lóc thảm thiết mà tiếp tục nói, "Bỏ lại vị hôn thê của mình, một mình cùng với người phụ nữ khác ra ngoài, quá đáng quá, ngươi là vị hôn phu của ta đó." Lời nói này như một dao đâm xuyên qua tim của Sera, vị hôn phu ư? Cô ta bị bắn bay ra xa. Ngô thần lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Sera mà lên tiếng hỏi, đây là ai, tại sao vẫn luôn ở đây, Lạc Ly cảm thán, bóng hình này quen quá. Lydia lúc này thấy sai sai, đi xem lại quyển truyện tranh, cô thầm nghĩ, kỳ lạ, ta làm theo như trong sách rồi mà, tại sao ngô thần không có phản ứng. Lydia thở dài thầm cảm thán, quả nhiên, sách tham khảo mà ma nữ Slim giới thiệu chẳng đáng tin chút nào. Lydia tức giận của trách Sera, hạ nhân nhà ngươi, thời khắc quan trọng lại thêm loạn cho ta gì hả, Sarah toàn thân sợ hãi chảy hết mồ hôi nàng ta thầm cảm thán chết rồi loài người đó thế mà lại là vị hôn phu của đại nhân Lydia tuyệt đối không thể bị nhận ra nếu không thì thảm rồi Lydia nhận ra gì đó sai sai mà lớn tiếng hỏi sera này ngươi là có bất mãn với vị hôn phu của ta sao Sera vẫn quay đầu đi đáp lại không không phải thần chỉ là không cẩn thận nên bị ngã Lydia ra lệnh cho cô ta quay mặt lại đây nói chuyện Sera bất lực kiếm đại cớ Iio vừa ngã va cả cổ rồi đốt sống cổ của ta. Ngô thần có chút tò mò mà hỏi Lydia, hạ nhân, sao chưa từng thấy? Lydia vui vẻ đáp lại, à, đó là hạ nhân ta mới tuyển, cứ coi như là của hồi môn cho ngươi đi, lạc ly vẫn cố nhìn mặt của người đó. Mất một lúc nàng cũng ngờ ngợ nhận ra đó là ai mà nghi vấn hỏi, gì, si, sera Lydia lúc này mới nhận ra mà lên tiếng, ồ, ta cũng quên mất, lạc ly là nữ thần của long tộc, hai người họ chắc có lẽ biết nhau. Ngô thần sơ sơ cầm của mình, tự tin nói, hừ, ta đã nói là nhìn rất quen mà, Hóa ra ngươi chạy tới chỗ này. Lạc Ly tiến đến trước mặt Sera, à ta hoảng quá lùi về sau lớn tiếng nói, "Lạc, Lạc Ly, nơi này là địa bàn của Lydia, cô đừng tưởng có thể ra tay với ta." Lạc Ly không chút sợ hãi đáp lại, "Cô nói đúng, ta sẽ không ra tay với cô, bây giờ cô đã không còn là bề dưới của ta nữa, cũng không còn là tộc trưởng của tộc nữa." Lạc Ly tiếp tục nói ra sự thật, "Cô và tộc Kim thuộc Long đã là đầy tớ của Ngô Thần rồi." Lạc Ly tiếp tục nói một chàng dài, "Ngô Thần là vị hôn phu của đại nhân Lydia." cũng là sứ giả do phái tà thần sai tới, cô và tộc nhân của cô sẽ có được sự bảo vệ của hắn. Lạc Ly đem mặt cảnh cáo Sira, đương nhiên với điều kiện là mọi người đừng khiến hắn mất hứng, chịu khó mà chỉ phụng chủ nhân của cô, đừng có tâm tư khác, cô lạnh giọng hỏi lại, cô hiểu lời ta chứ, Sira. Đây là một lời cảnh cáo Sira rất hiểu, Sira đáng thương chịu khuất phục, loài người này thân là vị hôn phu của đại nhân Lydia lại sinh con với Lạc Ly, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Sira cúi đầu cầu xin khoan hồng, trong lòng nàng ta, trong tộc buộc phải thực hiện phong khẩu lệnh với tất cả chuyện đã xảy ra ở long tộc tất cả phải giữ kín miệng chủ nhân thần phải quay về sắp xếp chỗ nghỉ cho ngài rồi xin cho phép tại hạ cáo lui ngô thần vui vẻ yêu cầu nàng ta đi 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 nhớ chuẩn bị gối mềm một chút nha sera nhanh chóng lui đi vâng cáo tử ngô thần cố gắng tìm cách lảng tránh được rồi ta cũng phải về nghỉ ngơi rồi lydia nhanh chóng bắt lấy tay của anh lại lydia mạnh bạo túm lấy cổ áo anh mà quát lên ngươi đợi ta đã cô nghiêm dọn ra lệnh cho ngô thần Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi lại ở cho ta." Rồi Lydia kéo Ngô Thần đi, anh kinh hãi mà đề nghị, "Nói gì, ngày mai nói không được sao?" Lydia không dễ mắc mưu, vẫn kéo anh đi, bớt phí lời, "Ngươi tới là được rồi." Lạc Ly ở một bên đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lydia lo lắng hỏi anh chuyện chính sự, "Lần này ngươi chạy ra ngoài thân phận sứ đồ mẫu thần không bị bại lộ chứ? Không có người thứ hai biết chứ?" Ngô Thần phủ nhận rồi chắc nịch đáp lại, "Không có, thật sự không có, ta bảo đảm." Lydia đặt tay lên ngực anh, thở phào nhẹ nhõm mà ra lệnh vậy thì tốt tối nay ngươi đừng có chạy lung tung rồi cô đỏ mặt yêu cầu ngô thần đêm 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 nay ta à, ta à, ta tới phòng tôi tìm ngươi dẫu sao chúng ta chúng ta lâu rồi không có làm chuyện đó rồi chỗ này là chỉ cùng ngủ với nhau ngô thần dĩ nhiên không bao giờ từ chối rồi anh đỏ mặt đáp lại được thôi nhưng mà mấy lời thoại cứng nhắc này nàng học được từ đâu vậy ta nghe có chút quen trong lòng anh thầm nghĩ đáng đáng yêu quá lydia sợ anh chạy đi mất mà nhắc nhở chuyện này không phải là trọng điểm, tóm lại đêm nay không được chạy lung tung đợi ta là được rồi." Cô vì để lấy lại mặt mũi mà giả vờ nghiêm túc, hèm hèm, "Được, vậy thì chuyện hôm nay dừng lại ở đây." Lydia khoanh tay nhìn về phía Lạc Ly lạnh giọng nói, "Lạc Ly, cô đưa Ngô Thần ra khỏi thành là do hắn yêu cầu, không hề gây ra phiền phức gì, lần này ta sẽ không truy cứu." Lạc Ly không khỏi vui vẻ mà hỏi lại, "Thật sao? Cảm ơn người, đại nhân Lydia." Lydia gật đầu ra lệnh, "Ừm, um. không có lần sau đâu, hôm nay cô hãy về nghỉ ngơi đi." ngày mai trở lại vị trí đúng giờ lạc ly ngoan ngoãn đáp lại vâng ngô thần thấy không còn chuyện gì lên tiếng mang lạc ly rời đi vậy thì lydia ta và lạc ly về trước đây đừng quên tối nay nhé lydia vui vẻ đáp lại được ta làm xong chuyện sẽ daniel từ đâu mang ra một chồng văn kiện mà mệt mỏi nói đại nhân lydia đây là bản thuế vụ của các tầng ngày hôm nay lydia kinh hãi cảm thán sao lại nhiều như vậy sau đó hai người đã đến khu nhà ở cung điện lilia ngô thần nhìn núi việc của lydia mà cảm thán Lạc Ly vừa đi vừa ngậm cái kẹo mà đáp lại, đúng vậy, Lydia không muốn có tham ô hủ bại. Thế nên chuyện liên quan tới tài chính đều sẽ tự mình xem, trước đây đều là xin chỉnh sửa xong bảng biểu rồi mới nộp cho Lydia. Ngô thần cũng hiểu ra vấn đề mà hỏi lại, vậy sao, bởi vì xin xin nghỉ phép nên Lydia mới trở nên bận rộn hơn. Lạc Ly lộ rõ sự hâm mộ trong đôi mắt mà nói tiếp, ta rất tôn kính bọn họ, nếu ta cũng có năng lực làm việc như vậy long tộc cũng sẽ không bị mấy tên quý tộc còn con kìm kẹp. Ngô thần đáp lại nàng, đây chính là tác hại do chế độ phân đất phong hồ gây ra cuối cùng nhất định sẽ sụp đổ lạc ly như tiếp thực hành được kiến thức mới mà hâm mộ nhìn anh ô tuy rằng không hiểu thế nào là chế độ phân đất phong hầu nhưng nghe có vẻ rất lợi hại ngô thần chàng thật sự rất tài giỏi chọn chàng làm phu nhân của ta thật quá tốt rồi ngô thần được dịp vảnh mũi tự cao tự đại đáp lại đó là đương nhiên chồng nàng không chỉ giỏi mấy chuyện này đâu sau đó anh mới nhớ mà lấy ra quả trứng đang ngủ à đúng rồi ngô thần đưa nó cho lạc ly rồi nói đây con của chúng ta nàng vui vẻ ôm lấy quả trứng. Ngô thần xấu hổ bối rối nói, ta tuy rằng rất tài giỏi, nhưng cũng không cách nào ấp cho trứng nở ra được. Ngô thần đề nghị nàng, Lạc Ly, nhờ cả vào nàng đó, hãy đưa con của chúng ta đến với thế giới này. Lạc Ly hạnh phúc nhìn anh với ánh mắt chiều mến mà đáp lại, tình yêu à, con của chúng ta nhất định sẽ ra đời một cách mạnh khỏe. Hạ Nguyệt Phận và Sinh đã đến nơi, Hạ Nguyệt Phận vui vẻ nói, tốt, chúng ta cuối cùng cũng trở về rồi. Vừa mới đến Sinh đã gấp gáp bước xuống. Hạ Nguyệt Vân có chút nghi vấn hỏi nàng ta, cô không tới chỗ Lydia để báo danh trước sao, tới khu nhà ở làm gì. Xin ngó ngang ngó dọc muốn tìm hình bóng của ngô thần, không, ta phải tìm ngô thần và lạc ly trước. Nàng ta đen mặt thầm nghĩ, có chuyện gì vậy, từ lúc nãy đã cảm nhận được một luồng sức mạnh sinh mạng mới, đáng ghét, ta có dự cảm không lành. Xin cáu kỉnh của trách Hạ Nguyệt Vân, còn không phải là phá vân của cô quá chậm hay sao. Nếu không trước khi lạc ly chạy tới lãnh địa của cô ấy, chúng ta sớm đã, Hạ Nguyệt Vân ánh mắt né tránh, cố tình lơ đi bằng cách huyết sáo ừ rồi hai người theo dõi lạc ly xin vui vẻ tự lẩm bẩm bắt được rồi hạ nguyệt phân vẫn còn chút khó hiểu mà hỏi lại à xin nhanh nhảu bước ra hét lên a à, bắt được rồi lạc ly cái cô này hạ nguyệt phân nhìn thấy trên tay lạc ly có quả trứng mà lắp bắp nói này quả trứng đó là lạc ly như chết đứng tại chỗ nàng thầm nghĩ chết rồi xin đen mặt lạnh giọng ra lên cho lạc ly lạc ly cô tốt nhất nên giải thích một chút cho ta nàng ta định túm lấy lạc ly cô quay lại đây cho ta lạc ly vẫn không để tâm đến sự hiện diện của nàng ta cho lắm mà nói với quả trứng được rồi con yêu chúng ta mau chóng về nhà thôi lạc ly không để ý đó có phải con mình hay không mà ôn nhu đe dọa trên đường đi con phải an phận một chút nhé bị người khác phát hiện ra con thì không hay đâu lạc ly nghe được xin đàn ra lệnh cho hạ nguyệt vận hạ nguyệt vận cô đi nhanh lên một chút nàng sợ hãi mà thầm nghĩ chết rồi là giọng nói của xin mau chuồn hạ nguyệt vận vẫn chậm gì từ từ bước lên cầu thang cô ta cảm thán sởi có đi nhanh hơn nữa cũng vô ích nếu lạc ly muốn làm chắc chắn đã làm xong ở lãnh địa rồi xin tức giận mắng chửi cô ta đồ miệng thối khi bọn họ lên đã bắt gặp lạc ly đang ôm theo quả trứng chạy đi hạ nguyệt phận hét lên á chạy rồi cô ta còn đang định gọi xin s thì nàng ta đã nhanh chóng lao lên như một cơn gió sinh dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ để đuổi kịp lạc ly nàng ta tự tin nói đừng hòng chạy xin vẫn điên cuồng đuổi theo nàng ta yêu cầu nàng lạc ly cô đứng lại cho ta lạc ly sợ hãi mà lên tiếng cảm thán mẹ ơi đáng sợ quá khi xin túm được lạc ly quả trứng trên tay nàng bỗng nhiên nằm gọn trong vòng một của xin ý tứ của nó là muốn uống sữa xin tức giận hét lên hử ừ, ta à, ta không có sữa cho người bú đâu hạ nguyệt phận đuổi theo sau nàng ta khi thấy quả trứng đã nhìn chằm chằm đòi bế hạ nguyệt phận cảm thán chà đứa trẻ này cũng khá thích cô đó nào bảo bối ngoan ra đây chị bế Hạ Nguyệt vận đen mặt khi thấy quả trứng chảnh chó quay mặt đi mà đưa ra suy đoán đứa trẻ cứng đầu này chắc chắn là của Ngô Thần. Sinh nhìn lạc ly với ánh mắt rực lửa, hận không thể bóp nát quả trứng trong tay. Lạc ly, lạc ly lo lắng cho con mình mà lên tiếng khuyên nhủ Sinh. Cô bình tĩnh một chút, cho dù thế nào trẻ con cũng vô tội. Đứa trẻ này nói thế nào cũng là cốt nhục của Ngô Thần. Sinh nhìn quả trứng với ánh mắt có chút đượm buồn. Lạc ly bối rối lên tiếng giải thích. Sinh xin lỗi cô, trong chuyện này có nguyên do. Đi theo ta ta sẽ nói cho cô tất cả mọi chuyện xảy ra trong long tộc. Vào buổi tối, trong phòng của ngô thần, ngô thần đỏ mặt há to miệng ra. Anh tắm bồn mà hành động cứ như đang làm chuyện mờ ám, ngô thần cảm thán, chà, quả nhiên vẫn là cung điện của Lydia thoải mái, cung điện của long tộc tuy rằng cũng rất ổn, nhưng quá lạnh, vẫn không quen. Bên này lạc ly ôm quả trứng của mình định chạy đi, xin bắt được cổ áo của nàng tự tin nói, chạy đi, co chạy nữa đi ta xem nào, lạc ly vùng vẫy trong vô vọng. Sinh mặt đầy hắc tuyến châm biếm lạc ly, giỏi lắm lạc ly nói thật xem nào đứa trẻ này là của ai hạ nguyệt vận sốt phó khuyên can đợi đã xin cô bình tĩnh một chút đi xin thấy quả trứng nhảy ra mà có chút khó hiểu ừ bỗng nhiên nó nhào vào ngực của xin nàng ta đỏ mặt lắp bắp nói cái xin khó hiểu mà cảm thán ừ ừ đứa trẻ này sao cứ giúp vào lòng ta vậy lạc ly bất bình mắng yêu nó con yêu hư quá không được như vậy ngô thần đang tắm thì lydia từ trước cửa phòng đề nghị ngô thần ta vào nhé ngô thần ấp a ấp úng cản lại đợi đợi đã lydia thế này không hay lắm đâu lydia không để tâm chuyện này lắm mà phản bác lại có có gì không thích hợp sao chúng ta là vợ chồng sắp cưới mà người chưa bước vào mà ngô vân đã chảy máu mũi thầm nghĩ đây đây lẽ nào chính là anh thầm tự hỏi tắm uyên ương trong truyền thuyết sao ngô thần nghĩ đến cảnh lydia dụ hoặc hỏi mình anh yêu có thể trả lưng cho em được không ngô thần đã đưa nào của mình đi cao và đi xa mà thầm sung sướng ôi các vị ta hưng phấn quá đi lydia vui vẻ bước vào với bộ đồ tắm mát mẻ mà khoe với ngô thần ten ten thế nào hợp không ngô thần không cao hứng lắm không giống như anh tưởng tượng lydia thấy biểu cảm bất mãn này tức giận hỏi sao lại có biểu cảm thất vọng vậy thật đúng là ngươi đang mong đợi điều gì thế lydia như hiểu được tâm tư nhỏ của anh mà ánh mắt né tránh nói tiếp nhưng nhưng mà sau khi kết hôn làm chuyện đó cũng không phải là không được ngô thần không nhịn được muốn hưởng mỹ nhân mà đề nghị được vậy thì lập tức kết hôn đi lydia nổi đoá lên phẫn nộ đáp lại ngươi rốt cuộc gấp gáp tới mức nào chứ trước đi không phải đã nói là bồi đắp tình cảm trước hay sao ở bên trong nhà tắm lydia lên tiếng đề nghị được rồi ngô thần ta gội đầu giúp ngươi nhé ngô thần ngoan ngoãn đồng ý được được lydia xấu hổ la lên úi dùng khăn tắm quấn lại một chút ngươi để ta nhìn thấy gì rồi hả lydia nghiêm túc gội đầu cho ngô thần cô lên tiếng hỏi anh thế nào thoải mái không ngô thần trả lời lấy lệ ừ ừ lydia tiếp tục nói quả nhiên Tình nhân yêu thương nhau chính là nên như thế này. Lydia tâm hồn trong sáng mơ tưởng về tương lai, mỗi ngày nói chuyện với nhau, quan tâm lẫn nhau, thỉnh thoảng nắm tay gì đó thật khiến người ta ao ước. riêng chỉ có Ngô Thần không vui, anh bất mãn thầm nghĩ Lydia, nàng rốt cuộc bảo thủ tới mức nào chứ? Bỗng nhiên dầu gội dính vào mắt anh, Ngô Thần nhắm chặt mắt lại, la lên, á, à, đau! Lydia ra lệnh cho Lydia, Lydia, dầu gội vào mắt ta rồi lấy khăn giúp ta. Cô cố gắng vươn đến lấy chai bên cạnh. Trong lúc đó vô tình ngực của Lydia cạ vào lưng Ngô Thần. Anh không nhịn được mà xịt máu mũi, la lên, sai cù. Lydia hoảng loạn vô tình nhấn mạnh lên cái vòi xịt xà phòng. Nước bắn ra tung tóe, tất cả đều bắn lên mắt của Ngô Thần. Anh nằm lăn lộn trên mặt đất, ôm chặt lấy mắt mà la lên, "Á, à, mắt, mắt của ta." Lydia lo lắng hỏi han Ngô Thần, "Ối, Ngô Thần, ngươi không sao chứ?" Bỗng nhiên Lydia bị trượt chân, nàng ngã ngồi lên chính của quý của Ngô Thần. Ngô Thần lại càng đỏ mặt mà la lên, Ôi ôi ôi, thằng em bên dưới có dấu hiệu ngọ ngoại. Lydia cũng đỏ mặt không kém, nàng xấu hổ tự lẩm bẩm, thế này là. Tại tháp đài phát thanh truyền hình Đông Phương Minh Châu, gọi cách là Đông Phương Minh Châu là một chuyên minh châu rực rỡ nằm sừng sững ở khu mới phố Đông thành phố Thượng Hải, là một quần thể nhiều công năng. Tập trung điểm tham quan của thành phố, ăn uống thời thượng, vui chơi mua sắm, trưng bày lịch sử, thưởng ngoạn phố Giang, hội trợ triển lãm là một trong những cánh cửa quan trọng là thành phố Thượng Hải hướng ra bên ngoài. Lydia sợ hãi bỏ của chạy lấy người mà chửi thầm, đáng ghét để lại ngô thần khóc không ra nước mắt ngô thần chạy đến phòng của lydia hối lỗi lên tiếng lydia ta không cố ý nàng đừng đi mà anh mở cửa bước vào bên trong ngô thần thấy lydia đang tủ chân anh bối rối lên tiếng lydia chuyện vừa nãy nói thế nào nhỉ chỉ là một sự cố lydia vẫn không có bất kỳ phản ứng gì ngô thần lại gọi tên cô một lần nữa lydia anh lấy lý lẽ của lydia ra để nói nàng thế này là sao vậy đừng như vậy chúng ta là cặp đôi sắp cưới mà Lydia không rõ tâm tình, nhỏ giọng lên tiếng, ta không hề hiểu thế nào là yêu đương, ta cũng không biết mình làm sao nữa, tiếp xúc với người khác giới như thế này cũng là lần đầu. Lydia quay mặt lại nhìn ăn, nàng như sắp khóc mà nói, huống hồ, ngươi là một con người, ta không biết nên chung sống với người thế nào. Ngô thần, nói thật, ta ghét ngươi, muốn giết chết ngươi, sự xuất hiện của người mang tới cho ta cảm giác thất bại. Lydia tiếp tục nói, nhưng vì thần quyền ta lại không thể không giữ ngươi ở bên cạnh, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đã gào to muốn kết hôn với ta điều này rất kỳ quặc ta nhìn rất giống kiểu của phụ nữ tùy tiện như vậy sao ngô thần nghe vậy ngơ người tại chỗ lydia chỉ về phía tâm hồn của mình mà hỏi ngô thần trả lời ta ngươi thật sự thích ta sao hay là ngươi có mục đích gì muốn lợi dụng ta sao ngô thần nắm chặt lòng bàn tay anh thật lòng nói lydia ta chưa từng nghĩ muốn lợi dụng nàng xin lỗi là ta trước đây quá sốc nổi rồi không chú ý tới cảm nhận của nàng ngô thần né tránh ánh mắt của lydia tiếp tục nói nói thật ta cũng không biết đối diện với nàng thế nào ta không đoán nổi suy nghĩ của nàng, Lydia, ta cũng muốn hỏi nàng. Ngô thần hỏi cô, Lydia, nếu ta không phải là sứ đồ mẫu thần, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh ta chứ, Lydia có chút bối rối đáp lại, à, à. Nàng cục mắt phượng xuống bất lực đáp lại, ta không biết, ngô thần cũng rất thông cảm cho cô, không sao cả, Lydia, ta biết nàng rất mông lung, không cần lập tức trả lời ta cũng được. Ngô thần cười mỉm, thổ lộ tình cảm với Lydia, ta có thể nói với nàng, ta cực kỳ thích Lydia, ta đã thích nàng từ rất lâu rồi có thể nói trước đi ta xuất hiện ở trước mặt nàng cũng là bởi vì lý do này lydia nàng cứ theo mong muốn của bản thân là được không cần phải gượng ép chính mình nữa quan sát cẩn thận sau đó hãy xác định lại ta liệu có đáng để nàng gửi gắm cả đời hay không lydia có chút đỏ mặt khi nghe câu tỏ tình này tuy nhiên cô mắc bệnh xỉ nên dĩ nhiên không đồng ý dễ dàng rồi không không cần ngươi nói ta cũng phải tiến hành kiểm tra ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt đi ngô thần tự tin đáp lại không vấn đề ta sẽ khiến nàng mê muội ta lydia quật cường đáp lại anh Hừ, ai, ai thèm mê muội ngươi chứ, điều này phải xem biểu hiện của ngươi. Sáng hôm sau, Lydia đã dậy từ sớm, nàng đang mang bao tay. Lydia đen mặt nhìn cái tên đang ngáy khò khò trên giường mà thầm tự hỏi, thật đúng là, nói gì mà đã thích mình từ lâu lắm rồi, tên này là thật lòng sao? Lydia nhận ra bản thân cũng có cảm tình với anh mà thầm cảm thán, vốn định sau khi lừa lấy được thần quyền thì sẽ đuổi ngươi đi, nếu như tên này thật lòng thích ta, suy nghĩ lại từ đầu cũng không phải là không thể. Tuy nhiên nàng vẫn ngạo kiều quay đi thầm tự tin, hừ, muốn kết hôn với ma nữ mạnh nhất, đây không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Tiêu chuẩn của Lydia về việc chọn chồng, phu quân của ta buộc phải là một người ưu tú hơn ta. Lydia đen mặt quay người rời đi, mong đợi về hành động của anh, hãy để ta xem bản lĩnh của ngươi đi, Ngô Thần. Ngô Thần vẫn đang mơ được làm chuyện đen tối với Lydia mà lên tiếng, hi hi hi, Lydia, chỗ đó không được. Bỗng anh đột nhiên tỉnh dậy, ừ. Ngô Thần mở mắt ra, trước mặt anh là quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp dưới buổi sương mai, Ngô Thần khó hiểu tự hỏi gì vậy, trời đã sáng rồi sao? Ngô Thần đang nằm trên đùi của một cô gái nào đó, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh. Ô Nhu nói, "Trời ạ, à, nằm y ở giường không tốt đâu." Ngô Thần kỳ kèo lên tiếng, "Ừm, um, cho ta thêm 5 phút nữa đi." Bỗng anh nhận ra có gì đó sai sai mà mở mắt ra, không đúng, cảm giác này. Cô gái kia khi thấy Ngô Thần thức rồi hỏi anh, "Ui cha, ngươi tỉnh rồi à?" Ngô Thần kinh hãi đến bật người dậy, anh lo lắng hỏi cô ta, "Ối, cô, cô là ai? Ta đang ở đâu?" cô gái kia thấy anh đáng yêu như vậy, cười nhạt, hà hà hà, nơi này là giấc mơ của người đó, phản ứng mạnh như vậy, thật đáng yêu. Cô gái kia giới thiệu bản thân mình, ta là người tạo nên thế giới này, nữ thần sáng thế, mẫu thân của tất cả nữ thần, thân phận nhân vật nữ thần sáng thế, giới thiệu nhân vật, nắm giữ quyền hành sáng thế, tạo ra nữ thần vĩ đại của thế giới, tất cả nữ thần đều là sự tồn tại giống như con của người, nói cách khác người chính là mẹ vợ của ngô thần. Ngô thần kinh hãi chỉ về phía nữ thần sáng thế, anh kinh thất hỏi nàng ta, nữ nữ thần sáng thế vậy người há chẳng phải là nhạc mẫu đại nhân ngô thần lại bật mốt mê gái mà khen ngợi cả mẹ vợ của mình lợi hại quá không ngờ nhạc mẫu đại nhân lại xinh đẹp như vậy nữ thần sáng thế cười che miệng cảm thán ôi chao con rể của ta miệng lưỡi cũng ngọt thật ngô thần vui vẻ lên tiếng điều này thật khiến người ta kinh ngạc con nghe nói người đã người đã hiện thân rồi chứng tỏ người vẫn còn sống phải không nữ thần sáng thế có chút đượm buồn thừa nhận rất xin lỗi ta quả thật đã chết rồi Nàng kể lại chuyện ngày xưa của mình, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng cùng kẻ địch tranh đấu lẫn nhau, ta đã tiêu hao hết sức mạnh. Nữ thần sáng thế bất lực mà nói tiếp, ta của hiện tại chỉ là một mảnh vụn còn sót lại của bản thể, đã không cách nào chữa trị được cho thế giới đổ nát này nữa rồi. Nữ thần sáng thế cảm thán, bây giờ con đã đánh bại một vị ma nữ, ta mới có thể nói chuyện với con thế này. Nhưng tà thần sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, ta của hiện tại không cách nào chống lại được kẻ đó, thế nên ta mới tạo ra hệ thống, triệu hồi con đến thế giới này ngô thần chỉ có con mới có thể giúp ta ngô thần có lẽ là hy vọng duy nhất của nàng ngô thần nhanh chóng từ chối không nữ thần đại nhân con nghĩ người tìm nhầm người rồi anh thật lòng mà nói con ngoài việc chơi game ra thì chẳng giỏi chuyện gì cả con như thế này sợ rằng cũng không cách nào gánh vác được sự phó thác của người nữ thần sáng thế đưa tay sờ má của anh tự tin nói không con nhất định làm được nàng nhận xét ngô thần con là người dũng cảm mà ta đã chọn lọc kỹ càng từ trái đất vùng đất truyền kỳ chỉ có con mới có thể gánh vác được sứ mệnh này, cho đến nay, chỉ có con dùng phương thức chiếm giữ để thành công vượt qua trò chơi, con khiến ta ấn tượng sâu sắc. Nữ thần sáng thế hào hứng bày cách cho Ngô thần, thế nên, chỉ cần dựa vào thế giới này, không ngừng chiếm giữ ma nữ, khiến bọn họ trở thành đồng minh, Ngô thần lại từ chối. Anh bất lực lên tiếng, "Không, con làm không được, mỗi ngày chỉ ứng phó với sự truy sát của các con gái người với con đã đủ lắm rồi, con không muốn lại bị một nhóm ma nữ truy sát." Ngô thần lên tiếng hỏi nữ thần sáng thế: Người có biết điều này đã mang tới cho con bao nhiêu phiền phức không? Tại sao phải đưa con tới một nghìn năm sau chứ? Nữ thần sáng thế làm vẻ vô tội đáp lại, lúc đó thời gian quá gấp gáp. Ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, ngô thần càng nói càng hăng mà kể ra, hiện giờ con có cả một gánh nợ tình trên vai, bị gọi là cha nam đó. Anh ngồi xuống nền cỏ, bất lực thở dài, hai. Ngô thần chán nản tiếp tục thao thao bất tuyệt, cái tên ngay cả bạn gái cũng không có lại bị gọi là cha nam, con thật sự chịu đủ rồi. Con lúc đó chỉ là muốn vượt qua trò chơi mà thôi, Nữ thần sáng thế lên tiếng nói đỡ cho con gái của mình, ta cảm thấy con hiểu lầm bọn chúng rồi. Nữ thần sáng thế ngồi kế bên anh kiên định nói, bọn chúng đều là những đứa trẻ vô cùng dịu dàng, về điểm này ta là mẹ ta ta có thể đảm bảo với con, con chỉ cần thật lòng đối xử với bọn chúng. Bọn chúng đều sẽ hiểu cho con. Nữ thần sáng thế tiếp tục nói, sứ mệnh này chỉ dựa vào một mình con thì không cách nào hoàn thành. Giống như lúc trước con chơi game vậy con phải kiếm nữ thần và ma nữ đoàn kết với nhau, ngô thần ánh mắt không rõ ý tứ, anh im lặng trầm tư không nói gì nữ thần sáng thế triệu hồi ra bông hoa nàng thật thả lên tiếng kẻ địch hung ác hơn so với con tưởng tượng nhiều sự hắc ám của thế giới này không chỉ có một mình tà thần nữ thần thổi nhẹ làm cho bông hoa từ từ bay đi trước mặt ngô thần là những cánh hoa xinh đẹp đang rơi xuống nền cỏ nữ thần sáng thế tiếp tục nói người dũng cảm bọn họ muốn là một kiểu cơ chế đặc biệt ta tạo ra để bảo vệ sự sinh sôi của giống loài mỗi khi nhân khẩu loài người trí huệ nào đó giảm đột ngột trong bọn họ sẽ sinh ra một vị dũng sĩ trời chọn có quyền hạn đặc biệt chống đối lại với thế lực tà ác Nhân khẩu chủng tộc tự thân giảm càng nhiều, sức mạnh của bọn họ sẽ càng mạnh, là kháng thể mà ta tạo ra dùng để chống lại hắc ám. Nữ thần sáng thế tiếp tục thao thao bất tuyệt, nhưng tình thế phát triển nằm ngoài dự liệu của ta, bởi vì sự qua đời của ta thế giới bị hắc ám che phủ, lượng lớn sinh mệnh nằm xuống, những người dũng cảm vô tình phát hiện ra thiết định tộc nhân qua đời càng nhiều, sức mạnh của bản thân sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Nàng kể ra bản chất thật của con người, để trở nên mạnh mẽ, bọn họ liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau, thắng làm vua, thua làm giặc bảy vị dũng giả mạnh nhất sống sót bắt đầu thay đổi hoàn toàn nhân khẩu của thế giới này đã bị bọn họ tàn sát gì nữa nữ thần sáng thế không chút suy nghĩ vạch trần sự thật kẻ giết rồng đã hóa thành ác long nữ thần sáng thế làm bộ yếu đuối mà nhận lỗi về phần mình bởi vì trình tự dũng giả này là do ta tạo ra các con gái của ta cũng bó tay hết cách với điều này tư duy thể sinh mạng dựa trên carbon cuối cùng vẫn là hỗn loạn đây đều là lỗi của ta ngô thần nghe vậy anh bất lực phản bác lại không 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 bởi vì người luôn có tình yêu thương vô điều kiện bởi vậy tư duy của sinh vật dựa trên carbon mới như vậy. Nữ thần sáng thế làm bộ ngây thơ vô số tội mà tự lẩm bẩm, vậy sao, ta thay đổi tạo ra sinh mạng dựa trên silic cộng thêm diện mạo tu tiên là được rồi. Ngô thần dần mất kiên nhẫn mà đề nghị, xin đừng làm như vậy, con không muốn ngày ngày ôm những thiếu nữ xinh đẹp gan đam toàn thân tỏa ra chân khí vào trong lòng. Nữ thần sáng thế hỏi lại, ừm, không được sao, ngô thần lắp bắp hỏi nàng ta, người, người không cách nào sống lại, sao ý con là. Nữ thần sáng thế cười nhạt, nghiêng mặt hỏi ngô thần, ui cha, con muốn làm cho ta sống lại sao? Nếu con có thể đạt được mức độ này, thì có thể đó, nhưng tại sao muốn làm ta sống lại chứ? Nàng ta đưa trí tưởng tượng của mình đi xa mà lên tiếng mạnh dạn suy đoán ý tứ của ngô thần. Lẽ nào? Con có các con gái của ta rồi vẫn chưa đủ, đến nhạc mẫu này con cũng muốn sao? Nữ thần sáng thế cảm thán, thật là, to gan quá. Ngô thần nhanh chóng phủ nhận, ối, sao con dám nghĩ vậy chứ? Nhạc mẫu đại nhân người nghĩ nhiều rồi, nữ thần sáng thế dĩ nhiên không tin. Nàng ta đưa tay chọc chọc má anh, thật là, xấu hổ gì chứ ngô thần xấu hổ hét lớn lên nhạc mẫu đại nhân người đừng trêu chọc con nữa bỗng cơ thể của nữ thần sáng thế mờ dần nàng bắt lấy tay ngô thần tin tưởng giao các nữ nhi của mình cho anh ngô thần hãy đối xử tốt với các con gái của ta khiến bọn chúng hạnh phúc bảo vệ cho bọn chúng nàng ta rất tin tưởng anh mà nói tiếp nếu là con chắc chắn sẽ làm được hệ thống bỗng nhiên thông báo thông báo máy mô phỏng thần sáng thế đã cập nhật lên phiên bản beta 1.41e đang khởi động lại nữ thần sáng thế lên tiếng điều ta có thể làm cho con chỉ có như vậy thôi nàng nhìn ngô thần nở một nụ cười nhạt nữ thần sáng thế tiếp tục nói ta phải đi vào nhất thủ ngàn thu rồi sau này nếu có chuyện có thể kích hoạt trình tự để liên lạc với ta các con gái của ta và cả thế giới này ta giao cho con nó ngô thần vẫn còn nghi vấn lên tiếng cản lại a đợi đã tuy nhiên nữ thần sáng thế đã biến vào hư không ngô thần bỗng nhiên tỉnh dậy anh kinh hãi la lên nhạc mẫu đại nhân xin bò lên giường của anh nghe ngô thần nói như vậy nàng ta hỏi lại chàng gọi vớ vẩn gì thế nhạc mẫu cái gì ngô thần nhận ra đó là ai anh thầm tự hỏi si xin quần áo của ta đâu ngô thần lại được thêm chuyện kinh thất mà hỏi xin đợi đã xin nàng ở trong chân của ta làm gì đợi đừng lôi quần áo của ta xin ngang ngược đáp lại ta đang làm gì còn phải nói sao nàng nhu tình đặt vòng một no tròn của mình lên ngực rắn chắc của ngô thần yểu điệu nói tập kích ngô thần hoảng loạn đáp lại chuyện này ta đương nhiên biết vấn đề là sao nàng phải tập kích chứ xin bỗng nổi đó lên đập mạnh bên gối của anh, chàng thế mà vẫn còn mặt mũi để hỏi ư. Xin bá đạo dựa sát người anh lạnh giọng nói, những chuyện chàng và Lạc Ly đã làm. Ta biết cả rồi, chính miệng Lạc Ly nói với ta, ngô thần sợ hãi bịa đại lý do. Chà, xin nàng bình tĩnh một chút, ta đã bị Lạc Ly ép tới mức không còn ham muốn gì nữa rồi. Xin tức giận quát anh, bớt giả vờ giả vịt đi, lúc trước không phải chàng luôn miệng nói yêu ta sao, vậy thì hãy chứng minh cho ta xem. Nàng dựa sát người ngô thần, mặt đỏ bừng mà đề nghị, không sinh tám chín đứa con, Ta sẽ không tha thứ cho chàng đâu, Ngô Thần sợ hãi xin cứu, xin tha cho ta đi. Bỗng nhiên Hạ Nguyệt Phận đẩy cửa vào, nàng ta vui vẻ nói, "Này, vừa rồi ta đã bắt được một con Pokemon siêu hiếm, Ngô Thần tới cho đổi đi." Hạ Nguyệt Phận nhận ra bản thân đến không đúng lúc mà đứng hình tại chỗ, kinh hãi thốt lên, "Úi cha." Hạ Nguyệt Phận làm như mắt điếc tai ngơ quay lưng rời đi, "Úi, gì vậy chứ, Ngô Thần không có ở đây à?" "Đúng là, mới sáng sớm đã chạy đi đâu rồi, Ngô Thần gào thét trong vô vọng, "Đợi đã, ta ở đây mà." đừng đi mà hạ nguyệt phận còn chu đáo đóng cửa hộ luôn ngô thần oán trách cô ta a à, hạ nguyệt Vân, cô không có lương tâm xin cười lớn lấy ra sợi dây thừng định trói anh lại ha ha giờ thì không ai làm phiền chúng ta nữa hôm nay ta đột nhiên muốn chơi kích thích một chút này thôi ngô thần kinh hãi toàn thân không nhìn được run rẩy xin đưa ra trò cho ngô thần chọn này roi ra và dây thừng chàng muốn cái nào chọn đi anh chỉ biết sợ hãi mà thốt lên bằng tiếng nhật ia te. Cho anh em nào chưa biết thì Yamate là xin dừng lại đi. Ngô thần đỏ mặt khi bản thân bị trói như vậy, anh lên tiếng khuyên xin ối, xin nàng bình tĩnh lại đi, chuyện con cái có thể đừng vội vã như vậy không. Xin cầm chắc một sợi dây thừng lớn, cười cười đáp lại, chàng đang nói lời ngốc nghếch gì vậy, giờ ta vô cùng bình tĩnh, tuy rằng bị lạc ly nhanh chân thịt trước, nhưng bây giờ làm cũng không muộn. Ngô hần toát hết mồ hôi hột, anh bối rối giải thích, lạc ly cô ấy là. Cô ấy là vì sự phồn vinh của long tộc mới, Xin cười cười dí sát mặt anh, Ma Mị đáp lại, tộc tinh linh cũng đối mặt với nguy cơ về nhân khẩu. Ta cũng cần chàng, sao nào, chàng có thể giúp đỡ Lạc Ly lại không thể giúp đỡ ta sao? Ngô Thần mặt đỏ bừng đáp lại, nhưng, nhưng mà, ta hiện giờ thực sự không còn chút sức lực nào. Xin cười nhoẻn miệng đáp lại, hờ hờ, miệng thì nói như vậy. Xin dí sát hai đồi núi lên người Ngô Thần, nhưng cơ thể lại rất thành thực đó, nhìn đi, nàng ta khi thấy ảnh ngẩng mặt lên cao mà nói tiếp, hờ hờ hờ. Xem ra chàng đã chuẩn bị xong rồi ngô thần hét toáng lên ngăn nàng ta lại đợi đã xin bây giờ không phải là lúc làm chuyện này xin bỗng nhiên đỏ mặt nhìn ngô thần với ánh mắt thèm khát mồ hôi chảy nhễ nhại mà yêu kiều đề nghị vù vù kỳ lạ quá ta cảm thấy rất nóng chúng ta bắt đầu làm thôi ngô thần ngô thần hoảng loạn thầm gọi mẹ với của mình nữ thần sáng thế à mau quản các con gái của người đi cứ tiếp tục thế này con còn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì đã kiệt sức mà mất mạng rồi Sif bỗng nhiên dướn người lên, nàng ta không nói gì, ngô thần có chút khó hiểu tự hỏi. Xin vẫn là con nai vàng ngơ ngác không biết nên làm gì mà xấu hổ tự hỏi tiếp tiếp sau đây phải làm thế nào? Ngô thần hơi đen mặt quát nàng ta quậy cả ngày nàng lại chẳng biết làm gì à không biết làm gì thì đừng làm chuyện ngược đãi người nữa. Xin vẫn không bỏ cuộc nàng ta vẫn cứng miệng đáp lại chàng chàng nhìn thế này là có ý gì? Chàng nói cho ta biết sau đây làm thế nào ta có thể cũng là vì sự phồn vinh của tộc tinh linh Ngô thần bất lực trước Xin tuyệt vọng lên tiếng không cho dù chúng ta sinh 100 đứa con cũng vô dụng gian khổ của tộc tinh linh giảm cấp là có lý do khác, đây là điều nữ thần sáng thế nói với ta. xin hơi bất ngờ khi nghe thấy ngô thần nói về mẹ của mình mà hỏi lại, chàng nói cái gì, mẫu thân đại nhân, người ấy. Sinh lại càng thêm hăng máu mà ép cung lên tiếng hỏi, ngô thần, chàng lại chưa đùa ta phải không mẫu thân của ta đã qua đời mấy nghìn năm rồi đấy. Ngô thần sợ hãi nhanh chóng giải thích, nữ thần sáng thế vẫn chưa chết, ta vừa mới nói chuyện với người ở trong giấc mơ. Nàng mặc đồ vào trước đã, ra từ từng nói với nàng, xin phối hận lên tiếng xin lỗi a à, xin lỗi bây giờ quả thật không phải là lúc làm chuyện này sau đó nàng ta nhanh chóng mặc lại quần áo đàng hoàng xin sau khi mặc đồ lại nàng ta nghiêm túc hỏi ngô thần được rồi nói cho ta đi mẫu thân đại nhân bà ấy đã nói gì với chàng xin vẫn có nghi vấn cần được giải đáp lại nguyên nhân gây ra giảm gấp số lượng chủng loài trí tuệ rốt cuộc là gì ngô thần cũng mặc đồ lại anh ngồi trên giường lên tiếng giải thích trước tiên ta có thể khẳng định nữ thần sáng thế đã nói chuyện với ta qua giấc mơ nhưng đi vốn không phải là giấc mơ bình thường. Ngô Thần sắc mặt nghiêm trọng tiếp tục nói, tuy rằng bà ấy đã qua đời, nhưng vẫn còn ý thức sót lại ở thế giới này. Bà ấy nói với ta thủ phạm chính gây ra giảm sút nhanh khẩu tương lai vốn không phải là ma nữ, mà là hệ thống dũng giả trời chọn do chính tay bà ấy sáng tạo. Những dũng giả đó để trở nên mạnh mẽ mà đang tàn sát đồng tộc của chính mình. Xin hơi kinh hãi trước thông tin mình vừa tiếp nhận được mà kinh ngạc thốt lên, cái gì? Xin rất tin tưởng Lydia mà đưa ra phán đoán của mình, quả thực Lydia cũng sẽ không làm ra chuyện kiểu này. Ta từng có dạo cho rằng là do nữ thần hài hòa làm, ngô thần phản bác lại nàng ta, cho dù là nữ thần hài hòa cũng sẽ không đưa một chủng tộc tới bờ diệt vong. Xin vẻ mặt nghiêm túc, nàng ta thầm hạ quyết tâm tìm ra sự thật, đây không phải là chuyện nhỏ, những dũng giả đó là do mẫu thân sáng tạo ra, ta buộc phải điều tra rõ mới được. Sang ngày hôm sau, tại chỗ ở của Lạc Ly tầng 3 cung điện Lydia, Lạc Ly kinh thất mà thốt lên, cô nói cái gì? Lạc Ly không khỏi bất ngờ mà tiếp tục nói, những dũng giả mà mẫu thân đại nhân sáng tạo đang tàn sát tộc nhân của chúng ta nàng tâm trạng dối bời tự hỏi điều này phải làm sao mới tốt xin khoanh tay nhìn lạc ly đang ôm quả trứng mà lên tiếng hỏi lần này ta đến là tìm cô hợp tác nhưng cô đang ấp trứng sao lạc ly còn tâm trí đâu mà quan tâm chuyện này nàng yêu cầu nàng ta đây không phải là vấn đề chính tiếp tục nói chuyện của dũng giả đi xin có chút ngứa mắt khi nhìn thấy lạc ly nàng ta đen mặt tiếp tục nói ừm um, tốt lắm đây là chuyện ngô thần nói với ta ta cảm thấy cần thiết phải điều tra một chút chuẩn bị chu toàn trước tuy nhiên trong thâm tâm xin thầm mắng chửi lạc ly ngàn vạn lần lạc ly đáng ghét thế mà lại không chừa phần cho ta chút gì nàng ta thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình mặc dù ta thấy rất không thoải mái với cô nhưng những nữ thần khác càng không đáng tin ít nhất cô cũng là thê tử của ngô thần có thể tin tưởng lạc ly sợ hãi trước cái mùi chua nồng nặc này nhưng nàng chỉ có thể chịu thôi ối chùi mùi ganh kinh thật nhưng người có thể hợp tác trước mắt cũng chỉ là có xin thôi lạc ly lắp ba lắp bắp hỏi ta à, ta biết rồi cô muốn hợp tác thế nào Sinf đưa ra kế hoạch của mình cho cuộc thanh trừng lần này, cùng cùng chia sẻ tin tình báo, thu thập chứng cứ, lôi những con sâu làm dầu nồi canh này ra, sau đó lại liên kết với những nữ thần khác nữa. Diệt trừ tận gốc những dũng giả tạo phản, Lạc Ly vẫn còn lo ngại mà lên tiếng, nhưng sức mạnh của những dũng giả này được mẫu thân đại nhân ban tặng, chúng ta sợ rằng chẳng làm được gì. Sinf đã có đường lui cho hai người bọn họ mà nói tiếp, nếu quả thực không được, chúng ta chỉ có thể thỉnh cầu Lydia ra tay, nhưng trước khi làm điều đó, chúng ta phải làm hết khả năng để thu thập tình báo, ít nhất phải liệt kê ra danh sách của những người này mới được. Lạc Ly tiếp tục thảo luận với Xin về việc không nên lôi kéo Ngô Thần vào, nếu như có thể. Ta không hề muốn lôi Ngô Thần vào chuyện này, nguy hiểm quá, cùng lúc đó Ngô Thần đi ngang qua mấy dãy phòng để tìm ai đó. Anh mở cửa tự nhiên bước vào phòng Hạ Nguyệt Vận, Hạ Nguyệt Vận, cô dậy rồi nhỉ, ta vào nhé, anh không chú ý có bóng đen nào đó đang nấp gần đó. Ngô Thần bước vô thấy Hạ Nguyệt Vận vẫn đang ngủ trương thây thì lên tiếng đánh thức, sượt, sao cô vẫn còn ngủ vậy? Dậy đi, giờ cũng chưa rồi, trợ lý của Lydia cầm trên tay ly cà phê nóng hổi cùng với con mắt thâm quầng. Nàng ta thầm nghĩ, quả nhiên, sứ đồ đại nhân đi tìm ma nữ họa nguyệt phận rồi, nhanh chóng báo cáo với đại nhân Lydia. Ngô thần nổi cáo lên, anh chẹp miệng. Hạ nguyệt phận vẫn tủ chân kín mít, giọng con ngái ngủ quát. Hai, đừng làm phiền ta, mới buổi trưa, ngô thần không có ý định tha cho cô ta mà quát lớn, cô định ngủ tới mấy giờ, tới tối sao, mau dậy đi. Hạ Nguyệt Phận tức giận dùng chiêu trùm sáng tấn công mini phóng về phía anh, cau kỉnh lên tiếng, ôn chết đi được, cút sang một bên đi. Ngô Thần chán ghét nhìn cô ta, anh tự lẩm bẩm: các cô nàng ép ta ra tuyệt chiêu. Rồi Ngô Thần dùng mật kỹ thuật vén chân của mẹ, anh nhanh chóng vén chân của Hạ Nguyệt Phận tung lên cao, thuật vén chân của mẹ lấy thế nhanh như chớp nhanh chóng vén chân nệm lên. tận dụng nhiệt độ cơ thể giảm đột ngột của người bị hại mà cưỡng chế gây người đó ra khỏi giấc mơ, một trong những mật kỹ được yêu thích nhất của các mẹ, 10 lần chẳng sai. Hạ Nguyệt Phận tức giận mà gào lên: đương nhiên, chiêu này do bởi quá bá đạo sẽ dẫn tới sự phản kháng mãnh liệt của người bị hại. Ngô Thần nhanh chóng bỏ vào miệng cô ta một cái hamburger, lúc này mang lên đồ ăn thơm ngon. Hạ Nguyệt Phận ăn ngon lành cái bánh, Ngô Thần chán ghét nhìn cô ta, tỉnh táo rồi chứ, rất tốt, ta tìm cô có việc, cảm xúc của người bị hại lại lập tức bình thường trở lại, quả thật đúng là thần kỳ. Hạ Nguyệt Phận tiện tay khui lon coca, nhớ đến chuyện khi sáng mà hỏi anh, ấy, là Ngô Thần à, không phải ngươi đang bị xin phép nước rồi sao? Kết thúc rồi à, Ngô Thần tức giận đáp lại cô ta, giờ cô mới chú ý tới ta sao, ta là tới tìm cô tính sổ đây. Ngô Thần kiên định nói với Hạ Nguyệt Vận, Xin và Lạc Ly gặp phải phiền phức rồi. Ta cần phải nâng cấp sức mạnh của bản thân lên một bước nữa để giúp đỡ bọn họ. Ngô Thần đề nghị nàng ta, Hạ Nguyệt Vận, ta cần sự giúp đỡ của cô. Hạ Nguyệt Vận mút chút nước sốt còn lại trên đầu ngón tay của mình, ý tứ không rõ mà đáp lại, em, lúc này thì lại nhớ tới ta rồi à. Hạ Nguyệt Vận cuối cùng cũng đồng ý, nàng ta còn đưa ra điều kiện, được thôi, nhưng ngươi phải chơi game với ta, ta mới cho ngươi tọa nguyện. Ngô Thần khó hiểu hỏi nàng ta, ừ, cô muốn chơi gì, Hạ Nguyệt Phận tiến đến chỗ đống đĩa game, đáp lại, ngươi ngồi xuống trước đi, ta đi tìm. Ngô thần ngồi xuống nệm nhìn cô ta tìm đĩa game lên tiếng hỏi, đĩa của cô đều vứt lung tung thế này sao? Hạ Nguyệt Phận thản nhiên trả lời, những thứ này đều là loại ta định chơi gần đây, thế nên lấy hết ra, chỗ Lydia cũng không có tủ bày, ta cũng lười sắp xếp. Hạ Nguyệt Phận lấy thẻ game Pokemon ra, tìm được rồi, hôm nay chơi Pokemon với ta. Cô ta hào hứng ngồi xuống nệm yêu cầu ngô thần, đứng ngay ra làm gì, lấy tay ra đi nào, ngươi không phải muốn tính sổ với ta sao? Ngô thần nhìn cô gái trước mặt mình mà thầm cảm thán, cứ cảm thấy hạ nguyệt vận hôm nay có chút kỳ lạ. Ngô thần tự chấn an bản thân mình, có thể là do mình nghĩ nhiều rồi, tuy nhiên anh không chú ý hạ nguyệt vận đang đỏ mặt khi dựa vào người anh. Trong phòng làm việc của Lydia, Lydia nghi ngờ hỏi lại, lúc này, ngươi tận mắt nhìn thấy ư, Lydia tiếp tục hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy. Ngô thần đã tới phòng của hạ nguyệt vận, nữ trợ lý hơi giật mình, chắc nịch trả lời, vâng, thần tận mắt nhìn thấy. Lydia vẫn đang nghi không tin mà tiếp tục hỏi. Ngươi tận mắt nhìn thấy, một mình ngô thần bước vào phòng của Hạ Nguyệt Vận, nữ trợ lý bất lực đáp lại lần nữa, thần tận mắt nhìn thấy. Lydia vui vẻ tự lẩm bẩm, tốt quá rồi, lần này nhất định phải bắt hiện nguyên hình, nàng ta hét lên, xuất phát. Chẳng mấy chốc Lydia đã xuất hiện tại phòng của Hạ Nguyệt Vận, cô cứ lén lút thập thò. Lydia nghe thử âm thanh bên trong. Cô đỏ mặt khi nghe thấy những âm thanh ái muội, Hạ Nguyệt Vận quát lớn, đợi đã, ngươi đừng có đột nhiên cứng đờ lên, ngô thần không chịu thua đáp lại, đây là sách lược cô đột nhiên tấn công mãnh liệt không cứng đờ sao được hạ nguyệt phận hét lên a à, tránh xa ta ra một chút pháo nước cao áp lydia máu dồn lên não thẳng chân đạp ngã cánh cửa lớn tiếng hỏi hai người ở trong phòng rốt cuộc làm những chuyện gì cô còn đang định nói xấu hổ gì thì trong phòng hai người kia đang khó hiểu nhìn cô lydia xấu hổ ngượng ngùng lên tiếng úi, hai người lại thật sự đang chơi game à cái cái này nói thế nào đây ta chỉ là tới xem thử mà thôi hai người tiếp tục Cả Ngô Thần và Hạ Nguyệt Vận đều nhìn Lydia như người ngoài hành lang. Lydia thẹn quá hóa giận nhìn trợ lý với ánh mắt đầy sắc khí. Nàng ta điên tiết lên túm đầu của Tây Đồng, Tây, Đồng, Tây Đồng oan uổng lên tiếng minh oan, úi, thần chỉ nói là sứ đồ đại nhân đã vào phòng của Hạ Nguyệt Vận, không nói bọn họ ở trong phòng làm gì mà. Lydia tức giận đóng cửa lại, cô hậm hực tự lẩm bẩm, đáng ghét, lại không bắt được rồi, Tây Đồng chạy theo xin lỗi, hu đại nhân Lydia, tha mạng cho thần đi. Hạ Nguyệt Vận lên tiếng cảm thán, vẫn, vẫn may, trước khi ngươi vào đây, ta đã thiết lập bẫy ảo thuật rồi. Ngô thần lên tiếng cảm thán, được rồi, bổ ma hoàn thành rồi, thật là không dễ dàng, mỗi lần bổ ma đều làm tới mức kinh hồn khiếp vía. Hạ Nguyệt Phận ngước mắt lên nhìn anh, cô ta lên tiếng hỏi, lần này lại nhanh như vậy à? Cô uống miếng coca đồng tình, đúng vậy, bởi vì thuật bổ ma dường như không cách nào lặp lại hiệu quả. Ta muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có thể đi tìm ma nữ khác thôi, cô ta tự hỏi, hử, ừ, vậy ta có phải là có thể giải thoát rồi hay không? ngô thần cười cười đưa tay xoa đầu hạ nguyệt Vân trêu chọc trà trong lời này có chút vị ghen tiểu nguyệt nguyệt lẽ nào cô bắt đầu thích ta rồi cô ta phun hết nước ngọt trong miệng ra hạ nguyệt phận xấu hổ lên tiếng phản bác cái cái tiểu nguyệt nguyệt cái gì ta không nhớ là chúng ta có thân thiết như vậy đâu cái tên tự tác đa tình ai lại thích ngươi chứ ngu ngốc đần độn tên cùng tự luyến ngô thần đáp lại bình tĩnh bình tĩnh tóc tai bay cả lên rồi anh nhìn hạ nguyệt phận hỏi cô ta nhưng cô vẫn tới long tộc định cứu ta phải không Cô ta xấu hổ trả lời, đó, đó chỉ là không ai chơi game với ta, một mình quá nhàm chán mà thôi. Ngô thần lại tiếp tục nói lời mật ngọt, vậy sao, nhưng ta vẫn rất vui, cảm ơn cô. Hạ Nguyệt Phận nhìn chăm chăm vào tay cầm, ngươi, ngươi biết là được. Cô ta không rõ ý tứ lên tiếng hỏi ngô thần, ngươi vẫn sẽ tới chơi game với ta chứ. Ngô thần miệng lưỡi ngọt như đường đáp lại, đương nhiên rồi. Bỏ người vợ đáng yêu thế này, không ở bên làm sao được, ngộ nhỡ bị người đàn ông khác cướp mất thì phải làm sao. Hạ Nguyệt Phận xấu hổ đỏ mặt ngạo kiều nói, thật đúng là lại đang tự lẩm bẩm một mình ta chẳng thèm làm vợ ngươi đâu hạ nguyệt phận hiểu được bản tính trăng hoa của anh mà dẫn lẫy hỏi dù sao ngươi rất nhanh thôi sẽ phải đi làm hại ma nữ khác rồi đúng không lại phải kết hôn với ma nữ khác phải không ngô thần bối rối tìm cách trả lời ta cũng không còn cách nào muốn trở nên mạnh mẽ ta chỉ có thể làm như vậy cô ta tiếp tục hỏi nói đi mục tiêu tiếp theo của ngươi là ai ngô thần tự tin nói nói tới chuyện này quả thực ta đã có kế hoạch nhưng ta cần có tin tình báo liên quan tới cô ấy nhiều hơn nữa ta cần sự giúp đỡ của cô. Ngô thần lên tiếng, mục tiêu của ta là Ileana, ma nữ phản bội, đến giờ Ileana vẫn chưa được cởi trói.